Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 18. Lâm Thanh Đàn đã đến giờ tan làm, nhưng cô không rời khỏi Hạnh Lâm Đường ngay mà đợi Lục Vân đến đón. Bất kể cậu người Nhật ở bên ngoài thực sự muốn bái sư hay có mưu đồ khác, thì cô cũng phải cẩn thận hơn. Thật đáng sợ là cậu ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người khác. Bên ngoài, trên chiếc ghế đá, cậu người Nhật nhìn về phía Hạnh Lâm Đường một cái. Lúc này Lâm Thanh Đàn đã cởi chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình ra, cho dù cô không cố ý thì đường cong cơ thể kiêu hãnh của cô vẫn lộ ra rõ ràng. Đúng lúc cậu người Nhật nhìn thấy, toàn thân khô nóng, cổ họng gần như thiêu đốt, cả người cũng cứng ngắc. Tâm tư của cậu ta đương nhiên cũng không đơn thuần. Bái sư chỉ là một cái cớ. Lý do thực sự là cậu ta tham muốn cơ thể của Lâm Thanh Đàn. Nếu Lâm Thanh Đàn chịu nhận cậu ta làm đồ đệ, cậu ta sẽ ở lại Hạnh Lâm Đường và từ từ tìm kiếm cơ hội, sớm muộn gì cậu ta cũng có thể hạ gục người phụ nữ Long Quốc xinh đẹp này. Như thế là tốt nhất, nhưng nếu Lâm Thanh Đàn không đồng ý, thì hắn chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn thô bạo. Cô Lâm đúng là mỹ nữ cực phẩm, xinh đẹp còn chưa tính, dáng người còn mê người như thế, ngực khủng, mông nở nang, chỉ nhìn thôi đã không kìm được nước miếng chảy xuống đúng không? Đang lúc cậu người Nhật mê mẩn, bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đúng là to thật, cậu người Nhật vô ý nói một câu. Đột nhiên cậu ta quay đầu lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh thì mặt cậu ta hơi biến sắc, nói anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi là người vô cùng trong sáng, chỉ đơn thuần đến tìm cô Lâm bái sư, không nên nghĩ tôi bị ổi như vậy. Cậu ta nhận ra người bên cạnh mình, là người giúp việc của Hạnh Lâm Đường. Hôm qua, sư phụ Park Quốc Trang của cậu đã thi châm lên người đàn ông này. Là Lục Vân. Sau khi nhận được cuộc gọi của chị hai, hắn vội vàng chạy đến Hạnh Lâm Đường, vừa đến nơi đã nhìn thấy cậu người Nhật với vẻ mặt bị ổi đang nhìn chằm chằm vào chị hai, nước miếng đều đã chảy đến cằm. Trong sáng cái rắm. Lục Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng lại nói, không có ý gì, anh đừng hiểu lầm, vừa rồi tôi không nói anh, tôi chỉ đang bày tỏ suy nghĩ của chính mình. Khi nói vậy, hắn còn làm ra vẻ mặt ngốc nghếch. Cậu người Nhật nhất thời giật mình, nói chẳng lẽ anh cũng. Đúng, đúng, tôi cũng nghĩ như anh thôi, tôi cũng tham lam cơ thể của cô Lâm. Lục Vân gật đầu liên tục, rồi nói cô Lâm là chủ của Hạnh Lâm Đường, còn tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ làm việc dưới quyền của cô ấy. Hơn nữa tôi còn làm tài xế cho cô ấy, hiển nhiên có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhưng chỉ là cô Lâm không thích tôi. Anh thật đáng thương. Cậu người Nhật nói với giọng điệu kỳ lạ. Hôm qua, khi Lâm Thanh Đàn châm tới châm thứ 11, cậu ta đã ngất đi vì đau nên không nhìn thấy cảnh tượng sau đó Lục Vân dội ngược cây châm vào người Park Quốc Trang, cậu ta không biết được thần thông của Lục Vân. Thêm vào việc Park Hơ Sang thua trận, tất nhiên ông ta không có mặt mũi nào đề cập đến chi tiết của trận đấu. Các đệ tử của ông ta cũng giữ im lặng, vì vậy cậu người Nhật nghĩ rằng Lục Vân thực sự chỉ là một người phụ việc ở Hạnh Lâm Đường. Đôi mắt của cậu người Nhật lóe lên, cậu ta nói, vừa rồi anh mới nói anh là tài xế của cô Lâm sao? Đúng rồi, mà có chuyện gì à? Cậu người Nhật đột nhiên nói một câu gì đó rất kỳ lạ, Lục Vân vừa nhìn sang chỉ thấy trong mắt cậu người Nhật lóe lên luồng một ánh sáng xanh kỳ lạ. Huyễn thuật của Nhật Bản. Trước đây Lục Vân đã từng chiến đấu với các ninja của Nhật Bản, phát hiện những huyễn thuật của các ninja thật sự rất độc đáo. Lục Vân giả vờ như chúng huyễn thuật. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút trống rỗng, nói chủ nhân, người có gì phân phó? Thật sự thành công sao? Cậu người Nhật ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Bản thân cậu ta cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bởi vì nhẫn thuật của cậu ta mới chỉ học được ở mức nửa vời, khi cậu ta sử dụng huyễn thuật này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Lúc trưa, khi cậu ta đến Hạnh Lâm Đường tìm Lâm Thanh Đàn để bái sư, thực ra cậu ta đã bí mật sử dụng huyễn thuật nhưng nó không thành công. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể tìm cách khác để ở bên cạnh Lâm Thanh Đàn, sẽ có một lúc nào đó cậu ta sẽ thành công. Chỉ cần thành công một lần thôi. Cậu ta đã có thể hạ gục Lâm Thanh Đàn mà thần không biết quỷ không hay. Tuy nhiên, có điều mà cậu ta không ngờ lúc này là, lúc trước khi cậu ta sử dụng huyễn thuật, nó thực sự đã thành công, nhưng mà trên người Lâm Thanh Đàn có đeo ý niệm pháp trận, chính nó đã chặn lại huyễn thuật của cậu ta. Mặc dù ý niệm pháp trận không thể chống lại các cuộc tấn công vật lý, nhưng là đối với những loại huyễn thuật quỷ hệ xâm lấn tinh thần như thế này,
chỉ cần ý niệm pháp trận đủ mạnh, nó hoàn toàn có thể chống lại. Tất nhiên, cậu người Nhật không biết về chuyện này. Cậu ta vừa nghe nói Lục Vân là tài xế của Lâm Thanh Đàn, liền biết là hắn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc gần với Lâm Thanh Đàn, thế là cậu ta liền ôm suy nghĩ thử lại lần nữa, thử sử dụng huyễn thuật với Lục Vân, nhưng không ngờ nó lại thành công. Mau nói rõ tên của anh, tuổi và cả hoàn cảnh gia đình. Cậu người Nhật đang kiểm tra lại huyễn thuật của mình. Lục Vân thành thật trả lời, Lục Vân, 20 tuổi, một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhỉ viện. Cậu người Nhật gật đầu hài lòng, lấy ra một viên thuốc màu đỏ khác, đưa cho Lục Vân, nói, đây là một loại thuốc độc. Sau khi uống xong, nếu không có thuốc giải, 3 ngày sau nội tạng sẽ thối rữa mà chết, tôi ra lệnh cho anh uống ngay bây giờ. Lục Vân nhận lấy viên thuốc, nhét vào miệng và nuốt xuống mà không cần suy nghĩ. Cậu người Nhật mừng rỡ như điên. Rõ ràng là độc dược nhưng lại không chút do dự nào mà nuốt xuống, quả nhiên chuyện thằng nhóc này đã trúng huyễn thuật của mình, tuyệt đối không thể nào là giả được. Vì vậy, cậu người Nhật ấy ra một túi bột khác và nói, đây là một loại thuốc có thể khiến cho con người bất tỉnh trong thời gian ngắn, anh hãy tìm cơ hội cho cô ấy uống nó. Khi cô ấy ngất đi, anh phải mau chóng liên hệ với tôi ngay lập tức. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng để bất kỳ ai khác nhìn thấy. Lục Vân trả lời như một con rối, vâng, chủ nhân. Cậu người Nhật rất hài lòng, sau đó đưa thông tin liên lạc của mình cho Lục Vân, khi bàn giao xong tâm trạng liền vui vẻ mà rời khỏi đây. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải tốn rất nhiều công sức để hạ gục được Lâm Thanh Đàn, nhưng không ngờ rằng tài xế của cô lại chủ động đưa cô dâng đến tận cửa, còn tự mình làm con rối nữa. Cái này gọi là ý trời. Cậu người Nhật rời đi không bao lâu. Ánh mắt của Lục Vân nhanh chóng thu hồi lại, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười tinh nghịch. Tất nhiên hắn không bị trúng huyễn thuật. Với trình độ gà mờ của cậu người Nhật đó làm sao Lục Vân có thể trúng chiêu chứ? Đối với viên độc dược màu đỏ, Lục Vân đè cổ họng xuống, há miệng phun ra. Viên độc dược còn nguyên vẹn. Ngay khi ném viên độc dược vào miệng, Lục Vân đã dùng chân khí bọc nó lại, khiến cho tác dụng của nó hoàn toàn không thể nào phát huy được. Vào Hạnh Lâm Đường, Lâm Thanh Đàn ngạc nhiên hỏi, em trai, vừa rồi em nói chuyện gì với cậu người Nhật đó vậy? Cô cảm thấy rất khó hiểu. Nguyên nhân chính là vừa rồi hai người ở bên ngoài trò chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là khi cậu người Nhật rời đi, tâm tình cậu ta có vẻ rất tốt, cũng không biết em trai đã nói gì với cậu ta. Lục Vân nói một cách bí ẩn, chúng ta lên xe trước đi, lên xe rồi nói chuyện sau. Được. Lâm Thanh Đàn không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời kìm nén sự tò mò của mình, quay sang Dư Hồng Văn và nói, Lão Dư, ông cũng về sớm nghỉ ngơi đi, có em trai tôi đưa về nhất định sẽ không có vấn đề đâu. Dư Hồng Văn gật gật đầu. Có sư phụ đi cùng cô Lâm, đương nhiên ông cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn không thể không nói, sư phụ, tôi không nghĩ cậu người Nhật đó lại đơn giản như vậy, cho nên đừng lại gần cậu ta quá. Vừa rồi Lục Vân và cậu người Nhật đó cười nói với nhau. Tất nhiên, Dư Hồng Văn cũng thấy cảnh đó. Tôi biết rõ, ông không cần lo lắng nhiều NS vậy. Lục Vân cười đáp lại Dư Hồng Văn, sau đó lái xe đưa Lâm Thanh Đàn rời khỏi Hạnh Lâm Đường, nhưng không phải hướng về biệt thự Lục Nhân, mà là hướng đến phía đông của Giang Thành. Lâm Thanh Đàn đã không hỏi Lục Vân vừa rồi hẳn đã nói chuyện gì với cậu người Nhật, nhưng khi nhìn thấy hẳn lái xe về phía đông lại hỏi, em trai, chúng ta đang đi đâu vậy? Dừng ngoại ô phía đông. Dừng ngoại ô phía đông. Lâm Thanh Đàn tôi sửng sốt một lúc, sau đó lấy lại tinh thần và nói, khu rừng ngoại ô phía đông là một nơi rất hẻo lánh, và lại trời sắp tối, chúng ta tới đó làm gì? Lục Vân trả lời, khi em giảng dạy tại trường Đại học Giang Nam, đã nghe vài cặp tình nhân sinh viên nói việc khoan một khu rừng nhỏ sao sẽ rất thú vị, hồi hộp và phấn khích, cho nên em cũng muốn trải nghiệm thử. Sao có nghĩa là làm tình? Nhất thời Lâm Thanh Đàn khó tin mà mở to hai mắt dễ thương ra, nói, ý của em là, em muốn mang theo chị để khoan rừng sao? Vâng. Lục Vân thừa nhận rất thẳng thắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Đàn nhìn Lục Vân một cách kỳ lạ, nói, em trai, em có biết việc khoan rừng có nghĩa là gì không? Cô cho rằng Lục Vân nghĩ việc khoan rừng là cắm trại bình thường. Nếu không thì làm sao hẳn có thể nói ra những lời như vậy mà không đỏ mặt được. Ha, ha. Lục Vân không trả lời, nhưng lại nhếch mép cười một tiếng. Từ giọng cười này có thể nghe ra.
hắn chắc chắn biết ý nghĩa của việc khoan rừng. Lâm Thanh Đàn hơi đỏ mặt, nói, em trai, em dám vô lại thế sao, nếu như chị đem việc em trêu ghẹo chị nói cho chị cả biết, chị cả nhất định sẽ dạy cho em một bài học. Chị cả, ha ha, chị Khuynh Thành đã trải qua không biết bao nhiêu lần mất khống chế trước mặt em rồi, còn nói giáo huấn em cái gì chứ? Lục Vân cười thầm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn quyết định giữ chút thể diện lại cho chị Khuynh Thành, dù sao chị ấy cũng là một nữ thần lạnh lùng, nếu như những chị em khác biết sự xấu hổ này của chị, thì sau này làm sao chị Khuynh Thành có thể ra uy nữa đây? Bất chỉ bất giác đã đến khu rừng ở vùng ngoại ô phía đông. Lục Vân thực sự dừng xe, nhưng hắn không xuống xe, mà thay vào đó hắn vặn một chai nước khoáng, còn đổ thứ bột trắng đó vào chai ngay trước mặt Lâm Thanh Đàn. Đương nhiên Lâm Thanh Đàn không tin Lục Vân sẽ thực sự đưa cô đến để khoan rừng. Thấy hắn rót thứ gì đó vào trong chai, không khỏi tò mò hỏi, em trai, em đang làm cái gì vậy? Đó là thuốc mê sao? Lục Vân trả lời nói, lúc nãy, không phải chị hỏi em, cái cậu người Nhật đó cùng em nói cái gì sao? Cậu ta sử dụng huyễn thuật lên người em, để em tìm cơ hội đưa thứ bột trắng này cho chị uống hết. Huyễn thuật? Đúng. Là một trong những loại nhẫn thuật của nhãn thuật Nhật Bản, người chúng huyễn thuật sẽ biến thành con rối, phải nghe theo những lời của người thi thuật nói. Đó là một thuật thôi miên tương đối cao cấp. Nghe vậy thì Lâm Thanh Đàn đã bị sốc. Chỉ biết cậu người Nhật kia không có ý tốt. Em trai, vậy em có trúng huyễn thuật của cậu ta không? Nếu như Lục Vân trúng huyễn thuật, tại sao hắn lại nói với mình điều này? Nhưng nếu Lục Vân không bị trúng huyễn thuật, tại sao hắn lại lấy chai nước khoáng ra? Đổ thứ thuốc mê đó vào làm gì, còn nói, rót thêm, tác dụng của thuốc sẽ càng mạnh hơn. Lâm Thanh Đàn xem không hiểu hành động của hắn. Ngược lại sau khi Lục Vân rót thuốc xong, hắn đưa chai nước khoáng trước mặt Lâm Thanh Đàn, cười nói, uống đi. Nhất thời Lâm Thanh Đàn càng sốc hơn, không biết Lục Vân có đang nói đùa không, thực sự muốn cô uống nó à? Em trai, em thật sự rơi vào huyễn thuật của cậu ta rồi sao? Lâm Thanh Đàn thấy Lục Vân đang nghiêng người về phía cô, trên tay còn cầm chai nước khoáng, dường như muốn ép cô uống hết, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Ách, quả nhiên không thể trêu chọc chị hai được. Lục Vân thở dài trong lòng. Nếu thay bằng chị Khuynh Thành hoặc chị Yên Nhi, khẳng định chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn thấu mình, hai mỹ nữ đó sẽ không nói một lời nào mà liên thủ đánh hắn một trận. Chị hai vẫn còn quá ngây thơ. Lục Vân không đành lòng mà nói ra, chị hai, em không rơi vào huyễn thuật, vừa rồi em chỉ trêu chọc chị mà thôi, hơn nữa, chị đã bao giờ nhìn thấy ai trộn thuốc mê trước mặt người khác chưa? Nghe hắn nói như vậy, Lâm Thanh Đàn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền khiển trách, chuyện này vui lắm sao? Em trai, em thật không biết nặng nhẹ sao, em có biết vừa rồi chị sợ tới mức nào không, sợ em thật sự trở thành con rối của cậu người Nhật kia đói. Sao ám chỉ lời nói hay hành động liều lĩnh? Cô càng trách móc, càng chứng tỏ cô rất quan tâm đến Lục Vân. Tục ngữ có câu, quan tâm quá sẽ loạn. Lục Vân càng cảm thấy áy náy, nhưng hẳn vẫn nói, chị hai, chị ngủ một lát đi, chuyện này để em đi xử lý là được. Vừa nói, hẳn vừa thi ra một ấn phù, võ nhẹ lên trán Lâm Thanh Đàn, lệnh cho cô ngủ. Sau khi Lâm Thanh Đàn ngủ thiếp đi, Lục Vân đã gửi vị trí cho người Nhật Bản. Người Nhật Bản vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Lục Vân, cậu ta không khỏi khen ngợi, hiệu suất của anh cao thật. Đương nhiên rồi. Lục Vân mỉm cười, sau đó đưa chai nước khoáng trong tay cho người Nhật Bản và nói, mời anh uống nước. Người Nhật Bản sửng sốt nói, tôi không khát. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn uống với trà nước. Hiện giờ trên xe đang có một cô gái như hoa như ngọc, người Nhật Bản chỉ hận không thể lên xe ngay lập tức nên giờ này làm gì có tâm trạng uống nước. Mời anh uống nước. Người Nhật Bản đang định lao lên xe nhưng lại chợt nhìn thấy Lục Vân dùng thân thể chặn cửa xe và lặp lại lời nói vừa rồi. Người Nhật Bản cau mày nói rồi tôi không khát. Anh bị làm sao vậy? Mau tránh ra, đừng quấy rầy tôi làm chuyện quan trọng. Nói xong, người Nhật Bản duỗi tay muốn đẩy Lục Vân ra nhưng lúc này, Lục Vân đã né sang một bên và dùng tay trái túm tóc người Nhật Bản, ấn đầu cậu ta đập vào cửa xe. Thằng nhãi danh, ông đây mời uống nước, nghe không hiểu ư. Lục Vân hừ lạnh một tiếng, một tay ấn đầu người Nhật Bản còn tay kia cầm lấy chai nước rót vào miệng cậu ta một cách thô bạo. Ừng ực ừng ực,
một chai nước khoáng tẩm thuốc được rót vào miệng của người Nhật Bản chỉ trong chớp mắt. Sau khi đổ xong, Lục Vân buông người Nhật Bản ra. Người Nhật Bản cảm thấy nước có vấn đề nên cố hết sức cúi người móc cổ họng để nhổ hết nước vừa uống ra ngoài. Lục Vân nhìn mọi thứ với ánh mắt lạnh lùng. Anh có biết cô gái trong xe là ai không? Cô ấy là chị hai của tôi, anh lại dám đánh chủ ý lên chị hai của tôi ư? Anh thiếu thốn đến thế hả? Quẹ! Người Nhật Bản nôn ra một dòng chất lỏng có bọt trắng nhưng không hiệu quả là mấy. Chẳng mấy chốc anh ta bỏ cuộc. Cậu ta nhìn Lục Vân với vẻ kinh hãi, nói sao anh có thể phá giải huyễn thuật của tôi? Huyễn thuật? Lục Vân cười lạnh nói, anh còn có gan khoe ra cái huyễn thuật rác rưởi đó ư? Nói ra thì lại đả kích sự tự tin của anh. Từ đầu tới cuối, tôi không hề trúng cái huyễn thuật của anh. Không thể nào, nếu như anh không trúng huyễn thuật thì tại sao anh lại tự nguyện uống viên thuốc độc? Đúng rồi, anh đã uống viên thuốc độc. Nếu như không có thuốc giải của tôi thì 3 ngày nữa anh nhất định sẽ chết, cho nên tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nghĩ đến viên thuốc độc mà Lục Vân đã uống, người Nhật Bản cảm thấy tự tin. Chỉ cần không giao ra thuốc giải thì hẳn nhất định sẽ không dám làm gì. Ai ngờ người Nhật Bản vừa dứt lời thì một vật hình tròn màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong tay Lục Vân. Đó là viên thuốc độc mà cậu ta đã ra lệnh cho. Lục Vân uống cách đây không lâu. Làm sao có thể, làm sao có thể. Đôi mắt của người Nhật Bản mở to không thể tin được. Rõ ràng khi đó chính mắt cậu ta chứng kiến Lục Vân đã nuốt viên thuốc độc kia, làm sao viên thuốc lại xuất hiện trong tay hắn được. Lục Vân cười lạnh nói, người ngu dốt như anh có thể đoán được suy nghĩ của tôi sao? Hôm nay, tôi cho anh nếm thử nhiều loại độc trộn với nhau. Đột nhiên Lục Vân sải bước về phía người Nhật Bản. Người Nhật Bản bị sốc, cậu ta nói, anh định làm gì, AI? Lục Vân bẻ khớp hàm người Nhật Bản và nhét viên thuốc độc màu đỏ vào miệng cậu ta. 2 viên thuốc này đều là của người Nhật Bản. Đầu của người Nhật Bản vốn đã rất nặng là do thuốc đã phát huy công dụng. Vừa nãy cậu ta đã cố nhịn để nói chuyện với Lục Vân nhưng giờ lại uống thêm viên thuốc độc này, e rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Mau, mau đi tìm sư phụ của tôi lấy thuốc giải, anh không thể giết tôi. Người Nhật Bản yếu ớt nói. Lục Vân nhướng mày hỏi, ồ, tại sao tôi không thể giết anh? Bởi vì ba của tôi là phó minh chủ của Liên minh Ninja. Sau khi nói xong điều này, người Nhật Bản đã hôn mê. Sử dụng liều lượng lớn như vậy, cho dù không có viên thuốc độc kia cũng đủ tra tấn cậu ta đến chết. Hóa ra anh là ninja đời thứ 2, đúng là đáng tiếc. Sau khi nghe người Nhật Bản nói xong, thay vì có ý định dừng tay, Lục Vân đã thiêu cậu ta thành cho ngay sau khi bị hôn mê. Liên minh ninja Nhật Bản. Tôi sợ chắc. Chỉ cần anh dám làm như thế với chị tôi đã đủ để tôi giết hết đám liên minh ninja các người rồi. Sau khi giải quyết chuyện người Nhật Bản xong, Lục Vân lái xe đưa Lâm Thanh Đàn rời khỏi nơi này. Lý do khiến Lâm Thanh Đàn ngủ thiếp đi tất nhiên là do hắn không muốn cô nhìn thấy cảnh bạo lực. Bên trong một khách sạn 5 sao cao cấp tại Giang Thành, Park Quốc Trang và các đệ tử của ông ta tập hợp lại với nhau. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn ở trong khách sạn này. Đến khi tập hợp lại để chuẩn bị lên đường về Hàn Quốc, bọn họ mới biết có một người bị mất tích. Bọn họ đến phòng của người Nhật Bản kiểm tra và tìm kiếm nhưng không có ai trong đó. Park Quốc Trang cau mày nói, tên Kimura đó đâu rồi? Không phải ta đã nói với cậu ta là hôm nay rời khỏi Long Quốc rồi sao? Sư phụ, trước đó con không chú ý nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như mấy ngày nay chúng con không hề gặp Kimura. Không gọi điện được sao? Không liên lạc được ạ, vì Kimura tắt máy. Thật là kỳ quái. Tuy rằng bình thường Kimura khá liều lĩnh nhưng vào lúc quan trọng chưa từng mất liên lạc. Hôm nay cậu ta làm sao vậy? Sư phụ! Lúc này, một đệ tử của Park Quốc Trang nhớ lại, còn nhớ khi Kimura rời khỏi khách sạn, hình như cậu ta nói rằng sẽ hạ gục người phụ nữ tới từ Long Quốc. Người phụ nữ Long Quốc nào? Park Quốc Trang sửng sốt. Chính là người đã đấu với sư phụ ạ. Nghe vậy, vẻ mặt của Park Quốc Trang lập tức thay đổi, ông ta nói, đi cùng ta tới Hạnh Lâm Đường. Park Quốc Trang hung hãn chạy tới Hạnh Lâm Đường cùng với các đệ tử của mình. Sư Hồng Văn không biết chuyện gì xảy ra nên khi thấy bọn họ lại tới, ông đành phải đặt đơn thuốc trong tay xuống, lao ra khỏi đại sảnh rồi tức giận hét lên, các người đúng là một đám ruồi bọ trong nhà xí. Còn không mau cút đi.
Cho dù là nhìn thấy đám người từ Hiệp hội Trung y Long Quốc hay là đám người nước ngoài này, ông đều cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên là ông không cho bọn họ một chút sắc mặt tốt nào. Mau gọi người họ Lâm ra đây gặp tôi. Bác Quốc Trang không muốn nói nhảm với Dư Hồng Văn chút nào nên khi đến cửa Hạnh Lâm Đường, ông ta trực tiếp yêu cầu được gặp Lâm Thanh Đàn. Dư Hồng Văn hừ lạnh một tiếng nói, gặp gì mà gặp. Cô Lâm là người mà ông muốn gặp là gặp được sao? Ông tưởng ông là ai? Đừng quên đây là Long Quốc, không phải là nơi mấy người nước ngoài như các người muốn gì được nấy. Ông không rõ mục đích của Bác Quốc Trang tới đây làm gì, ông tưởng rằng họ lại muốn đấu châm với Lâm Thanh Đàn như mấy ngày trước. Thua là thua. Làm gì có chuyện ngày nào cũng muốn đến thách đấu là được. Ông không phiền nhưng chúng tôi phiền. Dư Hồng Văn vô cùng tức giận. Những người nước ngoài này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Hạnh Lâm Đường. Vì thế khi nói chuyện, Dư Hồng Văn không thể không chỉ vào một cái cây xanh cách đó không xa. Dưới gốc cây, tình cờ có một con chó đang tè. Bác Quốc Trang cũng nhìn thấy. Mặc dù tiếng Trung của ông ta không được tốt lắm nhưng không khó để hiểu rằng những lời của Dư Hồng Văn ám chỉ bọn họ là chó. Không nói nhảm với ông nữa. Hiện tại tôi muốn gặp cô Lâm, nếu như ông không để cô ta ra thì đừng trách chúng tôi xông vào cướp người. Bác Quốc Trang không có tâm trạng tranh luận với Dư Hồng Văn. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng tìm Lâm Thanh Đàn để hỏi về Kimura. Bây giờ ông ta đang rất rối. Kimura không phải là người thường. Cha của cậu ta là phó minh chủ của Liên minh Ninja Nhật Bản. Nếu như cậu ta xảy ra chuyện ở Long Quốc thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong Liên minh Ninja. Sau khi Bác Quốc Trang nói xong, ông ta định dẫn người vào Hạnh Lâm Đường. Dư Hồng Văn vô cùng tức giận, ông lập tức cầm cây chổi chặn cửa và nói, không ngờ các người lại dám kiêu ngạo như vậy. Đừng tưởng rằng các người cậy thế đông mà muốn làm gì thì làm. Bên chúng tôi cũng không kém đâu. Có rất nhiều bệnh nhân ở Hạnh Lâm Đường đang xếp hàng để được gặp bác sĩ. Sau khi nghe những lời của Dư Hồng Văn, bọn họ phẫn nộ đứng dậy tạo thành một bức tường người chặn ở ngoài cửa, nhìn chăm chằm đám người nước ngoài với vẻ tức giận. Dám sủa bậy ở địa bàn của chúng tôi, ai cho các người lá gan lớn như vậy? Đúng vậy, hiện tại Long Quốc của chúng tôi rất mạnh. Các người cảm thấy mình có thể khi dễ Long Quốc được sao? Xin lỗi, chúng tôi không tôn sùng người nước ngoài. Mẹ nó, các người muốn xông vào cướp bác sĩ Lâm đi sao? Nào lại đây, tới một người tôi giết một người. Một ông già tức giận xắn tay áo lên như muốn đánh kẻ địch. Trận địa lớn như thế, Bác Quốc Trang làm sao dám xông vào trong? Sắc mặt của ông ta xấu vô cùng. Bình thường, những người Long Quốc có thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ nhưng khi bọn họ thực sự đối mặt với người nước ngoài, tất cả bọn họ sẵn sàng cùng nhau đứng lên đấu tranh. Bác Quốc Trang sợ nhất là nhìn thấy cảnh này. Mấy người muốn gặp tôi. Ngay khi hai bên đang trong trạng thái bế tắc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lâm Thanh Đàn ra khỏi Hạnh Lâm Đường. Trên người cô mặc áo khoác trắng nhưng trên thân vẫn lộ ra dáng người nóng bỏng. Thế nhưng Bác Quốc Trang không hề để ý tới diện mạo và dáng người của Lâm Thanh Đàn. Ông A trầm giọng hỏi, cô Lâm, hôm nay tôi tới đây để hỏi rằng cô có biết tung tích của Kimura không? Kimura là ai? Chính là đệ tử người Nhật Bản của tôi. Mấy ngày trước còn bị cô đâm mấy châm. Thì ra là anh ta. Anh ta bị làm sao? Nó mất tích rồi, mất tích. Nghe xong, Lâm Thanh Đàn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Biểu cảm của cô khiến Bác Quốc Trang rất bối rối. Người phụ nữ Long Quốc này không hề biết chuyện của Kimura ư? Chẳng lẽ việc Kimura mất tích không hề liên quan gì đến cô ta? Bác Quốc Trang dán mắt vào gương mặt của Lâm Thanh Đàn để cố nhìn ra điều gì đó. Thế nhưng ông ta không nhìn ra gì cả. Sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Lâm Thanh Đàn không giống như đang diễn chút nào bởi vì không có sự diễn xuất nào chân thực được như vậy cả. Trên thực tế, Lâm Thanh Đàn không hề biết về chuyện Kimura mất tích. Thế nhưng sau khi Bác Quốc Trang đề cập đến chuyện đó, cô nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần trước khi Lục Vân chở cô tới khu rừng ở ngoại ô phía đông, Lâm Thanh Đàn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cô hỏi Lục Vân chuyện gì đang xảy ra và Lục Vân chỉ trả lời rằng đó là chuyện nhỏ nên cô cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Lâm Thanh Đàn vẫn luôn rất tin tưởng em trai mình, thấy Lục Vân không muốn nói quá nhiều nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Cho đến tận hôm nay, khi nghe Park Quốc Trang nói rằng đệ tử của mình đã biến mất thì Lâm Thanh Đàn mới hiểu Lục Vân đang nói về điều gì. Mặc dù không biết người Nhật Bản đó còn sống hay đã chết nhưng Lâm Thanh Đàn biết chắc rằng sự biến mất của cậu ta nhất định có liên quan đến Lục Vân. Tất nhiên Lâm Thanh Đàn không thể để Park Quốc Trang biết chuyện này được. Chỉ sau khi Park Quốc Trang rời đi, cô mới có thể hỏi em trai mình chuyện gì đang xảy ra. Ngay trong khi Lâm Thanh Đàn còn đang suy nghĩ, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra và nói, ha ha, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ ông mê muội chị gái của tôi nên muốn ngắm chị ấy trước khi rời khỏi Long Quốc sao? Người tới là Lục Vân. Sắc mặt của Lâm Thanh Đàn hơi thay đổi. Đương nhiên cô không muốn Lục Vân xuất hiện. Vào lúc này bởi vì rất dễ thu hút sự chú ý của Park Quốc Trang. Lâm Thanh Đàn giả vờ bình tĩnh nói, em trai, không phải hôm nay chị đã bảo em nên nghỉ ngơi ở nhà sao? Tại sao em lại đến Hạnh Lâm Đường? Ý định ban đầu của cô là để Lục Vân nhanh chóng thoát khỏi sự chú ý. Ai ngờ Lục Vân lại lớn tiếng đáp, đương nhiên là em lo lắng cho chị hai rồi, lo rằng chị sẽ bị quấy rầy như mấy ngày trước. Bây giờ xem ra em nói đúng rồi, hôm nay có nhiều chó điên thật. Chó điên, đám người Park Quốc Trang nghe Lục Vân nói. Vậy thì hơi khựng lại một chút, sau đó lửa giận phừng phừng bốc lên. Không phải, cái cần quan tâm không phải cái này. Bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện Lục Vân mảng mình là chó điên, mà tương đương. Một tầng nghĩa khác của câu hẳn vừa nói, trước đó đã có một con chó điên nữa chạy đến quấy nhiễu Lâm Thanh Đàn. Đó không phải là Kimura sao? Cũng chính là nói, trước khi Kimura mất tích, nhất định người thanh niên Lục Vân này đã gặp qua Kimura, hơn nữa rất có khả năng giữa bọn họ còn xảy ra xung đột. Bởi vì, hắn đã nói là quấy nhiễu. Park Quốc Trang nhất thời võ đầu một cái nói. Chuyện Kimura mất tích, nhất định có liên quan tới cậu, chắc chắn là thế. Ông ta nhớ tới ngày đấu châm kia. Chính thanh niên này đã dùng một loại sức mạnh quỷ dị, phản xạ cho kim châm chạy trở về, điều đó đã chứng minh hắn căn bản không phải là người bình thường. Dựa vào thủ đoạn của hắn, giết chết Kimura hoàn toàn không thành vấn đề. Park Quốc Trang lập tức thấy sáng tỏ, chân tướng việc Kimura mất tích dần dần hiện rõ trong óc của ông ta. Lâm Thanh Đàn thì trợn tròn mắt. Em trai lại bị gì vậy? Câu nói vừa rồi của hắn có khác gì không đánh đã khai chứ? Không lẽ là hắn đang cố ý gây sự đó chứ? Lâm Thanh Đàn nói, em nói bậy gì đó, chó điên gì chứ? Mấy hôm trước đâu có con chó điên nào đến quấy nhiễu chị, chắc là em ngủ mơ rồi. Cô vội vàng giúp Lục Vân giải vây. Sư Hồng Văn nhanh chóng bắt được sóng. Cũng hùa theo nói, cô Lâm nói đúng, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở Hạnh Lâm Đường, có thấy người nào đến quấy nhiễu cô Lâm đâu. Sắc mặt Park Quốc Trang âm trầm nói, các người tưởng tôi là kẻ đần sao. Làm sao ông ta không nghe ra, người nào đang nói thật, người nào đang nói dối. Lâm Thanh Đàn và Dư Hồng Văn càng giải thích, càng làm ông ta tiếp cận với chân tướng. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Kimura chắc chắn đã bị Lục Vân giết. Lâm Thanh Đàn đè thấp giọng nói, em điên rồi hả? Em định chạy ra tìm chỗ chết sao? Giọng điệu của cô đầy sự trách cứ. Nhưng Lục Vân lại không hề nhúng nhích, không rời khỏi chỗ này như Lâm Thanh Đàn muốn, mà chủ động hướng về phía rời đi Park Quốc Trang, nói, tôi biết ông vẫn còn hoài nghỉ, vậy thì ông có rảnh trò chuyện một chút không? Park Quốc Trang nhíu mày, do dự một lát sau nói, có thể, tôi cũng muốn nhìn xem, cậu chối tội như thế nào? Hai người rời bước sang một bên. Lục Vân lên tiếng nói, cậu đệ tử người Nhật của ông, đã bị tôi giết. Gái gì? Park Quốc Trang vốn dĩ nghĩ Lục Vân muốn biện giải thích hắn không liên quan gì đến chuyện Kimura mất tích, ai ngờ đâu, câu đầu tiên hắn nói lại là, thừa nhận hắn giết Kimura. Quá đột nhiên đến mức Park Quốc Trang còn không kịp phản ứng lại. Ông ta còn cố ý nghĩ trước mấy câu hỏi để tra hỏi Lục Vân. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Lục Vân tưởng ông ta nghe không rõ nên hắn đã lặp lại lần nữa, cậu đệ tử người Nhật của ông, đã biến thành phân bón, vĩnh viễn lưu tại Long Quốc của chúng tôi, là tôi đã tự tay biến hẳn thành phân bón. Lục Vân biết rõ, cái sự tình giấu giếm cũng không được bao lâu. Một kẻ ngoại quốc mất tích ở Long Quốc, chỉ cần Park Quốc Trang báo lên trên, chính phủ Long Quốc rất nhanh sẽ chú ý tới. Ngày đó, từ Hạnh Lâm Đường đến khu rừng ngoại ô rừng có không ít camera. Nếu muốn tra ra chân tướng, không khó.
chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Thay vì phải lãng phí sức lực của chính phủ Long Quốc, tốt nhất là thừa nhận luôn. Lục Vân hẳn trước giờ chưa bao giờ sai. Bác Quốc Trang rõ ràng là bối rối một hồi, sau đó ánh mắt lại trầm xuống, N đang nói cái gì không? Đương nhiên. Lục Vân thẳng thắn trả lời, tên quỷ Nhật dám đánh chủ ý lên người chị hai tôi, còn dám sử dụng cả thuốc mê và thuốc độc, tôi không giết cậu ta là không thể nào. Bác Quốc Trang nghe thấy lời này, cổ lập tức hơi rụt lại, sau lưng cảm thấy lạnh toát. Tên hung thủ giết người này, rốt cục đã nghĩ gì vậy? Rõ ràng đã giết người mà còn nguyên dáng vẻ tự tin như vậy. Quá bình tĩnh, quá mức nhẹ nhàng. Bác Quốc Trang bất giác mất đi vài phần khí thế, không dám lớn tiếng chất vấn Lục Vân nữa, sợ Lục Vân không vui, sẽ nhẹ nhàng biến ông ta thành phân bón y như thế. Kimura là người lỗ mãng, cậu hơi giáo huấn cậu ta một chút là được rồi, tại sao phải giết chết chứ? Bác Quốc Trang nói. Lục Vân cười nhẹ một tiếng. Không nói gì. Mỗi một người mà hắn giết đều có lý do đáng phải chết. Kimura dám đánh chủ ý lên người chị hai, còn dám sử dụng huyễn thuật để hạ độc hắn, theo Lục Vân thấy, thật sự là tìm không ra lý do gì để không giết cậu ta. Bác Quốc Trang thấy Lục Vân không nói gì, đành phải nói tiếp, cậu có biết thân phận của Kimura không? Lục Vân gật gật đầu, biết, trước khi tên người Nhật đó chết đi đã tự nói, cha hẳn là phó minh chủ của Nhẫn Minh ở Nhật Bản. Vậy cậu còn dám giết cậu ta? Vì cái gì mà không giết, chỉ cần cậu ta phạm vào điểm mấu chốt của tôi, mặc kệ cha cậu ta là ai đi nữa vẫn phải chết thôi. Tôi tìm ông ra nói chuyện riêng là vì muốn ông chuyển lời đến cho cái vị phó minh chủ Nhật Bản kia. Lục Vân ngừng một chút, trong mắt bỗng nhiên bắn ra ra hai đạo hàn quang. Ông đi báo cho vị phó minh chủ Nhẫn Minh kia biết, hãy chuẩn bị tốt quà tạ lỗi, 3 ngày sau tôi sẽ tự mình tiến vào Nhật Bản, nếu như ông ta biết thức. Thời nói xin lỗi với tôi thì chuyện này liền cứ thế cho qua, còn nếu ông ta muốn báo thù cho con trai của mình thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Lời của Lục Vân vừa dứt, Bác Quốc Trang kinh ngạc trừng to hai mắt. Ông chắc chắn mình thật sự không có nghe nhầm. Lục Vân nói hẳn chuẩn bị 3 ngày sau sẽ tới Nhật Bản, nhận lấy lời xin lỗi của đối phương. Hắn đã giết con trai của người ta còn chưa nói, thế mà còn dám muốn đối phương xin lỗi hắn, hắn có điên không vậy? Bác Quốc Trang kinh ngạc không nói được thành lời. Nhưng mà ngẫm lại cũng là. Nếu như người này không phải người điên, thì làm sao có thể dưới tình huống biết rõ ra thế kinh khủng của Kimura mà vẫn dám ra tay giết chết cậu ta. Thế mà nãy giờ ông cứ đứng nói chuyện với một tên thần kinh. Bác Quốc Trang yên lặng lui lại 2 bước. Sau cuộc trò chuyện, Bác Quốc Trang không nói một lời mang theo đệ tử của mình rời khỏi đây, cũng không đi tìm Lâm. Thanh đàn quấy rầy nữa. Ông ta phải nhanh đến Nhật Bản một chuyến, báo lại việc này cho vị phó minh chủ kia biết. Sau khi đám người Bác Quốc Trang rời khỏi, Lâm Thanh Đàn tìm Lục Vân, nghi hoặc hỏi, vừa rồi em nói gì với ông người Hàn kia đó? Bọn họ cứ vậy mà đi rồi. Em nói với ông ta, tên người Nhật kia đã tự về Nhật Bản rồi. Bác Quốc Trang tin rồi. Ừ, tin rồi. Lâm Thanh Đàn nhất thời tức đến dậm chân nói, Lục Vân. Có phải em nghĩ chị dễ lừa lắm đúng không? Cô chẳng qua là hơi đơn thuần, cũng không phải ngu xuẩn, một lý do hoang đường như thế, cô còn không tin nữa nói gì đến Bác Quốc Trang. Rõ ràng là Lục Vân đang nói dối. Chị hai, chuyện này đã kết thúc, chị đừng để trong lòng nữa, sau này những người kia sẽ không đến tìm chị quấy rầy, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Lục Vân giải thích. Không phải Hà cố ý lừa dối Lâm Thanh Đàn, mà là bởi vì chị hai quá mức lương thiện, nếu để cô biết bản thân hẳn giết người, không biết sẽ phản ứng kích động đến cỡ nào. Cho nên hắn chỉ có thể biên tạo ra một lý do 100.000 chỗ hở. Có hỏi nữa thì không trả lời. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Cùng lắm thì để chị hai giận vài ngày. Thật sự Lâm Thanh Đàn đã rất giận. Đây cũng là lần thứ nhất cô giận Lục Vân. Cô có thể cảm nhận được, vào Trạn Man, nhất định đã phát sinh chuyện gì đó. Nhưng Lục Vân không nói, rõ ràng là muốn một mình gánh chịu. Đương nhiên Lâm Thanh Đàn không vui gì. Về đến nhà, Lâm Thanh Đàn vẫn còn buồn bực trong lòng, từ đầu tới cuối đều không nói với Lục Vân câu nào. Cô quyết định, chỉ cần Lục Vân không cho cô biết chân tướng, cô sẽ không để ý Lục Vân nữa. Liễu Hiên Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của cô,
thì là có chút lạ lùng hỏi, sao vậy chị hai dịu dàng đáng yêu của em, Tiểu Lục Vân lại làm chuyện xấu gì mà khiến chị tức giận thành như vậy luôn. Cô ấy nói xong còn lườm Lục Vân đang ngồi bên sofa một cái. Nghĩ thầm, tiểu bại hoại này đúng là hay thật, có thể làm Lâm Thanh Đàn tức đến như vậy, thật lợi hại. Vương Băng Ngưng cũng nói, đúng nha, không phải chị hai vẫn luôn nổi tiếng là tốt tính sao, sao hôm nay lại tức đến như vậy. Lâm Thanh Đàn lộ vẻ ủy khuất nói, đừng có hỏi chị chính là kẻ đần, có chuyện gì mấy em cứ hỏi Lục Vân đi, hắn thông minh nhất đấy. Ực, đến xưng hô cũng sửa lại. Bình thường đều kêu em ơi em à, hôm nay lại trực tiếp gọi là Lục Vân. Liễu Hiên Nhi vui vẻ trên nỗi đau của người khác, cô đến bên cạnh Lục Vân, cúi người làm hai quả đồi ngạo nghễ kia gần như muốn dính vào cánh tay Lục Vân, cười nói tiểu bại hoại, còn không mau thành thật khai báo, có phải em thầm chiếm tiện nghi của chị ấy mà bị phát hiện, xong giờ mới làm chị hai giận thành như vậy đúng không? Lục Vân oán thầm. Nếu thật sự chiếm tiện nghi bị phát hiện còn may, chị hai sẽ không tức giận vì chuyện đó, thậm chí đến phản kháng cũng không thèm làm. Giết người. Việc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chiếm tiện nghi của chị hai. Lục Vân đành phải kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện một lần, nhưng mà hẳn cũng không nói là hẳn giết tên người Nhật kia. Nhưng Liễu Hiên Nhi và Vương Băng Ngưng nghe qua một lần liền nhận ra. Tên người Nhật đó đã bị tiểu Lục Vân giết. Đôi mắt hồ ly hẹp dài của Liễu Yên Nhi loáng qua một tia hàn quang. Nếu để cô gặp phải chuyện này, căn bản không cần Lục Vân ra tay, chính cô ấy cũng sẽ ra tay, làm thịt tên quỷ Nhật đó. Hàn quang lóe lên rồi biến mất. Trên khuôn mặt quyến rũ của Liễu Yên Nhi rất nhanh lại hiện ra một nụ cười xinh đẹp, nói chị hai, nếu như tiểu Lục Vân nói không có chuyện gì chắc chắn là không có chuyện gì rồi, chị đừng giận hắn nữa. Đúng đó, chúng ta phải tin tưởng tiểu Lục Vân chứ. Vương Băng Ngưng cũng nói. Sự ủng hộ của hai người em này hoàn toàn là ngoài dự tính của Lâm Thanh Đàn, đôi mày thanh tú hơi nhăn lại một chút, nói các em không nhìn ra, căn bản là em tia. Lục Vân hắn không nói thật sao, khẳng định hắn vẫn còn giấu giếm gì đó. Ai ra chị hai, chị đa nghỉ quá rồi đó, em và em tư đều cảm thấy không có gì. Đúng đó, không có gì đâu. Hai người này không bình thường. Lâm Thanh Đàn càng thêm buồn bực, thấy chị cả trở về, thế là cô lại chủ động thuật lại việc này cho cô ấy nghe một lần nữa. Chị cả là người vô cùng lý trí, nhất định có thể nghe ra cái lý do trăm ngàn chỗ hở kia của Lục Vân, sau đó chị cả sẽ về cùng một chiến tuyến với mình, ép cho Lục Vân nói ra chân tướng. Nhưng mà chuyện Lâm Thanh Đàn không ngờ là... Diệp Khuynh Thành yên lặng nghe hết xong, chỉ nói bốn chữ, em đang nghỉ rồi. Nói xong cô cởi áo ngoài ra, để lộ áo lót màu trắng cùng với dáng người động lòng người bên trong, sau đó cầm lấy một bộ váy ngủ đến phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa. Lâm Thanh Đàn nghe vậy thì hơi bối rối. Rốt cục hôm nay mấy chị em của mình bị sao vậy, phản ứng lạnh nhạt quá vậy. Lâm Thanh Đàn chỉ có thể buồn bực trở về phòng. Khi cô vừa đóng cửa lại, Liễu Hiên Nhi liền nháy mắt với Lục Vân, nhỏ giọng nói, tiểu Lục Vân, nhanh nói đi. Lúc em làm thịt tên quỷ Nhật đó, có hung hăng tra tấn cậu ta một trận không? Đương nhiên, dám đánh chủ ý lên người chị của em, đương nhiên em sẽ không để cậu ta chết dễ dàng rồi, nhưng mà thân phận của cậu ta cũng không đơn giản, nghe nói là phó minh chủ liên minh ninja của Nhật Bản. Chậc, tiểu Lục Vân, ở trước mặt mấy chị cũng không cần ra vẻ vậy đâu, đừng nói thân phận của cậu ta không đơn giản, chị thấy em mới không đơn giản đó. Liễu Hiên Nhi đẩy Lục Vân. Hoàn toàn không để ý, hai ngọn đồi của cô đã bị đè đến biến dạng trên cánh tay của hắn. Lục Vân cạn lời, Vương Băng Ngưng thì tự lẩm bẩm, chỉ có dự cảm, liên minh ninja gì gì đó của Nhật Bản sắp gặp nạn rồi. Liên minh ninja Nhật Bản. Kimura Musashi là một ninja đang thể hiện sức, mạnh huyễn thuật của mình trước một nhóm ninja trung đẳng. Sương mù tỏa ra bốn phía bao phủ toàn bộ nhóm ninja trung đẳng. Sau khi làn sương biến mất, bọn họ đột nhiên đi tới một vùng đất hoang vu đầy xương cốt, trên đỉnh đầu là một vầng trăng đỏ thắm kỳ dị giống như một con mắt đỏ tươi nhìn xuống đám người nhỏ bé phía dưới. Đây là một huyễn cảnh tương tự như trận pháp của tu luyện giả. Nhóm ninja trung đẳng ở trong huyễn cảnh đang chạy tán loạn khắp nơi tìm cách phá giải. Ai phá giải được huyễn thuật của Kimura đại nhân thì cho dù khoe khoang cả đời cũng đáng. Kimura đại nhân. Lúc này...
có một nữ ninja trung đẳng nóng bỏng kêu lên bởi vì trong lúc cô ta đang tập trung tránh những khúc xương ngọ nguậy như sinh vật sống dưới đất thì đột nhiên Kimura Musashi xuất hiện ngay bên cạnh cô ta một cách kỳ lạ. Chính điều này đã tạo cho cô ta một bước đột phá lớn. Ryoko, lên mặt trăng với tôi. Kimura Musashi phát ra tiếng cười quái dị. Ông A vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chishima Ryoko hướng về phía mặt trăng đỏ rực. Còn ở tại thế giới hiện thực, tất cả ninja trung đẳng đều đứng im không nhúc nhích nhưng trên trán chảy mồ hôi ròng ròng và hơi thở nặng nề. Đây là sự dao động tinh thần mạnh mẽ, là phản ứng biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Rõ ràng là bọn họ chỉ hoạt động về mặt tinh thần nhưng khi biểu hiện ra cơ thể vô cùng chân thực và có thể thấy bọn họ rất mệt mỏi. Tương tự về mặt cảm xúc, những cảm xúc khác nhau trong huyễn cảnh chẳng hạn như nỗi buồn, đau đớn hay vui vẻ đều thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Ví dụ như chỉ cần Kimura Musashi sử dụng thủ đoạn nào đó trong huyễn cảnh để khiến ninja bị mắc kẹt bên trong như rơi xuống biển sâu thì người trong thế giới thực cũng sẽ bị chết ngạt. Đây chính điều đáng sợ của huyễn thuật. Sau khi Kimura Musashi đưa Chishima Ryoko lên mặt trăng, cả hai nhanh chóng lột sạch quần áo và có màn trình diễn nóng bỏng. Cho đến khi màn trình diễn kết thúc, cả hai thoát khỏi huyễn cảnh và trở về thế giới thực. Ở thế giới thực, quần áo của bọn họ vẫn chỉnh tề nhưng khuôn mặt của Ryoko lại ửng hồng tràn ngập vẻ thỏa mãn. Điều này là do thế giới huyễn thuật do Kimura Musashi tạo ra. Một khi ông ta bước vào thế giới này, chỉ cần huyễn thuật không bị phá giải thì ông ta chính là vị thần toàn năng của thế giới này. Vì ông ta là thần nên không có bất kỳ một giới hạn nào về năng lực cho nên làm sao Ryoko Chishima có thể không thỏa mãn được. Sau khi làm xong 7-8 lần, nếu như cô ta còn không đề nghị rời khỏi huyễn cảnh thì e rằng cô ta sẽ chết vì sung sướng ở bên trong thế giới huyễn thuật mất. Trở lại hiện thực, ngoại trừ Ryoko Chishima được Kimura Musashi đưa ra khỏi thế giới huyễn thuật, những ninja khác vẫn đứng im bất động. Hiển nhiên vẫn chưa có ai phá giải được huyễn thuật của Kimura Musashi. Trên mặt của Kimura Musashi lộ vẻ đắc ý. Sau khi khiến màn xương biến mất, các ninja trung đẳng đều ngã rạp xuống đất và thở hồng hộc. Bọn họ đổ mồ hôi như tắm. Huyễn thuật của Kimura đại nhân thực sự quá mạnh. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Kimura Musashi nói, mọi người còn một chặng đường dài phía trước. Sau khi trở thành ninja thượng đẳng thì sẽ phát hiện loại huyễn thuật kiểu này vô cùng đơn giản. Kimura đại nhân nói đúng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để được như đại nhân. Hãy tập luyện thật chăm chỉ. Khi ta còn là một ninja trung đẳng, ta đã lấy minh chủ của chúng ta làm gương và không ngừng tập luyện thuật ninja. Sau khi Kimura Musashi giảng đạo vài câu, đột nhiên có một ninja chạy tới và nói, Kimura đại nhân, có một người tên là Park Quốc Trang đến từ Hàn Quốc muốn gặp ngài. Park Quốc Trang, ông ta đến một mình à? Kimura Musashi nhíu mày. Đương nhiên là ông ta biết Park Quốc Trang nhưng không phải là vì Park Quốc Trang là bậc thầy châm cứu nổi tiếng thế giới mà là vì con trai của ông ta đã đến Hàn Quốc bái Park Quốc Trang làm sư phụ. Ninja hạ đẳng đáp, ông ta là người Hàn Quốc duy nhất tới. Ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với đại nhân. Sau khi nghe xong, Kimura Musashi cảm thấy có gì đó không ổn. Park Quốc Trang chạy một mạch từ Hàn Quốc đến Nhật Bản. Không có lý gì mà thằng nhóc Kimura không trở về cùng ông ta. Mới đầu khi Kimura nói rằng muốn học châm cứu, Kimura Musashi đã phản đối vì ông ta luôn muốn con mình trở thành một ninja. Hai cha con cũng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng thiên phú về thuật ninja của tiểu Kimura thực sự rất tệ. Hơn nữa, thằng bé cũng không có hứng thú với thuật ninja nên sau đó, Kimura Musashi cũng không ép buộc thằng bé nữa và để cho nó tới Hàn Quốc để học châm cứu. Mâu thuẫn giữa hai cha con đã được giải quyết từ lâu. Vì thế không thể nào tiểu Kimura không trở về Nhật Bản vì khúc mắc năm đó được. Lần này tiểu Kimura không quay lại, nhất định đã xảy ra chuyện. Cho ông ta vào đi, Kimura Musashi nói. Ngay sau đó, Park Quốc Trang vội chạy vào và quỳ xuống trước mặt Kimura Musashi, Kimura đại nhân. Xin ngài thứ lỗi cho sự bất tài của tôi đã không bảo vệ tốt tiểu công tử Kimura. Mặc dù địa vị của Park Quốc Trang ở Hàn Quốc không thấp nhưng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi trước liên minh ninja của Nhật Bản. Liên minh ninja, cũng có thể nói là liên minh sát thủ. Một khi Kimura Musashi biết về cái chết của con trai mình ở Long Quốc,
ông ta nhất định sẽ đến chất vấn Park Quốc Trang. Nếu như Park Quốc Trang không nói thật thì sẽ rất nghiêm trọng. Vì thế, tốt hơn hết là ông ta nên trung thực. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là mặc dù trụ sở chính của Liên minh Ninja nằm ở Tokyo nhưng sức mạnh của tổ chức này đã lan rộng khắp các quốc gia trên thế giới, tất nhiên là ngoại trừ Long Quốc. Kể từ khi Thiên Sáp Điện xuất hiện ở Long Quốc, lực lượng của Liên minh Ninja ẩn náu bên trong Long Quốc đã ngoan ngoãn rút lui bởi vì Thiên Sáp Điện quá đáng sợ và Liên minh Ninja cũng không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Thiên Sáp Vương. Một trong những lý do ban đầu Nhật Bản thành lập Liên minh Ninja là muốn thị uy với vũ minh của Long Quốc. Bên các người có võ tu giả thì bên chúng tôi cũng có ninja. Ngay cả Nhật Bản cũng tự hào khoe khoang rằng Liên minh Ninja của bọn họ có một vài trụ sở tại Long Quốc nhưng vũ minh của Long Quốc lại không hề xuất hiện Nhật Bản. Vì thế, vũ minh của Long Quốc quá kém cỏi. Những lời khiêu khích như vậy, Liên minh Ninja đã nói ra không dưới một lần. Mãi cho đến khi tổ chức khủng bố Thiên Sáp Điện xuất hiện khiến cho bọn họ phải im miệng. Đặc biệt vào một đêm 3 năm trước, Thiên Sáp Vương đã chọn ra 9 ninja thượng đẳng của Liên minh Ninja và chỉ mất 3 phút đã hạ gục toàn bộ 9 ninja một cách dễ dàng. Điều đó đã khiến cho cao tầng của Liên minh Ninja sợ hãi. Tuy nhiên nỗi kinh hoàng về Thiên Sáp Vương còn kinh khủng hơn thế nhiều. Vào đêm thứ 2 sau khi Thiên Sáp Vương hạ gục 9 ninja thượng đẳng, trong khi minh chủ của Liên minh Ninja còn đang say giấc nồng, Thiên Sáp Vương đã xông vào nhà ông ta. Một cuộc trò chuyện ngắn giữa đôi bên đã phá vỡ hoàn toàn phòng thủ tâm lý của minh chủ Liên minh Ninja. Đêm hôm ấy, minh chủ của Liên minh Ninja đã ban hành mệnh lệnh bí mật rút toàn bộ lực lượng của Liên minh Ninja ẩn náu tại Long Quốc. Từ đó trở đi, Liên minh Ninja của Nhật Bản luôn run sợ về cả thể chất lẫn tinh thần khi nghe đến từ Thiên Sáp Vương. Long Quốc có Thiên Sáp Điện. Tuy nhiên Hàn Quốc lại không may mắn như vậy, ở đây vẫn còn rất nhiều lực lượng Liên minh Ninja ẩn náu. Không chỉ thế, có rất nhiều tài phiệt lớn ở Hàn Quốc đã bí mật chỉ tiền cho những sát thủ ninja này. Vì thế, Park Quốc Trang không còn lựa chọn nào khác. Ông ta chỉ có thể đích thân đến Nhật Bản và nói với Kimura Musashi tin tức về cái chết của con trai. Nếu như không khai báo tin tức thì e rằng một ngày nào đó, ông ta sẽ bị những lực lượng Liên minh Ninja ẩn náu ở Hàn Quốc xóa sổ. Vừa rồi ông nói rằng con trai của tôi bị người Long Quốc giết chết. Sau khi Kimura Musashi nghe xong tin tức, sắc mặt của ông ta nhất thời trầm xuống, sát khí lạnh lẽo trên người tỏa ra. Park Quốc Trang sợ tới mức quỳ trên mặt đất và dập đầu, thậm chí ông ta còn sợ đến mức chỉ nói lảm nhảm và không rõ bản thân mình đang nói gì. Tuy nhiên vì Kimura Musashi đã quá tức giận nên ông ta không đủ kiên nhãn để nghe Park Quốc Trang nói gì. Ông ta gầm lên, mau đưa tôi đến Long Quốc ngay lập tức, tôi sẽ tự tay giết chết tên Long Quốc đó. Chishima Ryoko ở một bên nghe thất cô ta kinh ngạc nói, Kimura đại nhân, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Ngài đã quên minh chủ đã ra lệnh cấm ninja không được phép bước chân vào lãnh thổ Long Quốc sao? Lệnh cấm gì? Hiển nhiên lúc này Kimura Musashi đã đánh mất lý trí, ông ta nói với vẻ đằng đằng sát khí, con trai của ta đã chết ở Long Quốc. Vậy mà lúc này cô dám nhắc tới lệnh cấm với ta để làm gì? Tiếng gầm của ông ta khiến cho Chishima Ryoko sợ hãi. Có điều, thay vì sợ hãi, Chishima Ryoko khăng khăng quỳ xuống trước mặt Kimura Musashi và thuyết phục ông ta, Kimura đại nhân. Ngài đừng quên lệnh cấm này không chỉ đại diện cho ý của minh chủ mà còn đại diện cho ý của Thiên Sáp Vương. Minh chủ của Liên minh Ninja không muốn để ninja thượng đẳng sang Long Quốc gây đảo lộn giữa hai bên. Tại sao ngài ấy lại đi ngược mong muốn của chính mình và ban hành lệnh cấm? Đó là vì sợ hãi. Kể từ cái đêm 3 năm trước, sau khi gặp Thiên Sáp Vương, mỗi khi nghe đến cái tên này, sắc mặt của minh chủ thay đổi và không dám xúc phạm đến Long Quốc nữa. Thiên Sáp Vương. Sức nặng của ba từ đủ để khiến cả thế giới phải run sợ. Sau khi nghe đến cái tên, Kimura Musashi cũng lấy lại được chút tỉnh táo nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ âm trầm. Tất nhiên là ông ta muốn lao đến Long Quốc ngay tức khắc và xé xác tên sát nhân đó thành từng mảnh. Nhưng đúng như Chishima Ryoko nói, Thiên Sáp Vương là người không thể động vào. Nếu như ông ta một mình đến Long Quốc, không bị lộ thân phận thì không sao nhưng một khi bị lộ thì cơn thịnh nộ của Thiên Sáp Vương sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Liên minh Ninja. Điều này là quá rủi ro đối với Kimura Musashi. Chishima Ryoko an ủi, Kimura đại nhân, sao ngài không để tôi đến Long Quốc?
tôi không phải là ninja thượng đẳng và cũng không nằm trong phạm vi bị cấm nên đối với tôi, việc giết một tên Long Quốc không thành vấn đề. Kimura Musashi vẫn cảm thấy không cam lòng. Ông ta hy vọng chính bản thân mình sẽ là người giết tên Long Quốc đó. Nếu như để Chishima Ryoko đến đó thì sẽ không đủ để giải tỏa sự căm hận trong lòng ông ta. Dường như Chishima Ryoko biết ông ta nghĩ gì, cô ta nói, đại nhân đừng lo, trước khi giết tên Long Quốc đó, tôi nhất định sẽ tra tấn hắn khiến cho hắn sống không bằng chết. Nếu như có điều kiện thì cô ta thậm chí còn muốn bắt sống tên Long Quốc đó sang Nhật Bản để cho Kimura Musashi tự tay tra tấn. Nghe cô ta nói như vậy, Kimura Musashi cũng có chút bớt không cam lòng, ông ta trầm giọng nói, nhất định phải giao cho ta, đồng thời tra tấn hắn thật nghiêm khắc, thủ đoạn tàn nhẫn nhất có thể. Tốt nhất là phải khiến cho hắn thú nhận với con trai ta trước khi chết. Thuộc hạ hiểu rõ, Chishima Ryoko đáp lại. Đúng rồi, nhân tiện hãy quay video lại, ta muốn tận mắt chứng kiến hắn phải chịu đau khổ, chờ sau khi hoàn thành xong chuyện này và quay trở về. Ta sẽ ngoại lệ thăng cấp cho cô trở thành ninja thượng đẳng. Chishima Ryoko vui mừng khôn xiết, xin cảm tạ ngài. Khi Chishima Ryoko đứng dậy và chuẩn bị đi Long Quốc, cô ta liếc nhìn Park Quốc Trang và nói, ông mau dẫn tôi đến Long Quốc và chỉ cho tôi tên sát nhân. Park Quốc Trang bị dọa sợ bởi sát khí lúc nãy của Kimura Musashi nên không hiểu cô ta đang nói gì. Mất một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng, không. Không cần. Không cần. Đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Kimura Musashi đâm thẳng về phía Park Quốc Trang khiến ông ta sợ chết khiếp. Thế nhưng lần này, ông ta liều mạng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng rồi nói một câu. Người Long Quốc đó nói rằng hai ngày nữa sẽ đích thân tới đây, hơn nữa còn nói. Park Quốc Trang dừng lời. Thế nhưng những gì ông ta nói khiến cho tất cả mọi người trong liên minh ninja phải sững sờ. Tên sát nhân đó thực sự tới đây tìm chết, vậy nghĩa là sao? Kimura Musashi cau mày, lạnh lùng nói, hắn còn nói gì nữa? Toàn thân Park Quốc Trang run lên, ông ta cắn răng nói, hắn nói muốn Kimura đại nhân chuẩn bị lễ vật xin lỗi. Hắn muốn đích thân Kimura đại nhân phải xin lỗi. Chấp nhận lời xin lỗi. Kimura Musashi nhất thời không phản ứng gì, thầm nghĩ Park Quốc Trang nói chính là người đàn ông đến từ Long Quốc đã chuẩn bị lễ vật hai ngày nữa sẽ đến tạ lỗi. Không chỉ có ông ta, mà đám người Chishima, Ryoko cũng nghĩ như vậy. Nguyên nhân thứ nhất, là người đàn ông Long Quốc đã giết Kimura, đó là lỗi của hắn, vì vậy người phải nói lời xin lỗi phải là hẳn mới đúng. Nguyên nhân thứ hai là Park Quốc Trang nói lắp, có lẽ là do ông ta bị sát khí của Kimura Musashi làm cho sợ hãi nên nói năng không rõ ràng. Vì vậy, sau khi nghe những lời của Park Quốc Trang, Kimura Musashi im lặng trong giây lát. Ngay lập tức, cười lạnh một tiếng, nói, hừ, xin lỗi, đó là mạng người đó. Hắn cho rằng tôi có thể tha thứ cho hắn nếu hắn xin lỗi sao? Từ khi nào người của Long Quốc lại trở nên ngây thơ như vậy? Chishima Ryoko cũng nói, chúng tôi không nhận lời xin lỗi. Đáp án cho việc lần này chỉ có một, chính là, người đàn ông Long Quốc đó nhất định phải chôn cùng tiểu công tử Kimuro. Hai người họ nói như vậy. Bất ngờ Park Quốc Trang nở một nụ cười gượng gạo. Ông ta biết rõ. Hai ninja đến từ Nhật Bản đã hiểu nhầm ý của ông ta. Kỳ thật cũng không thể trách họ. Park Quốc Trang khi nghe Lục Vân nói vậy, ông A sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ra, việc một kẻ giết người yêu cầu đối phương xin lỗi là điều chưa từng có. Park Quốc Trang cũng không biết giải thích như thế nào. Ông ta sợ rằng nếu ông ta nói ra ý tứ ban đầu của Lục Vân, đại nhân Kimura sẽ phát điên ngay tại chỗ. Nếu ông ta không hài lòng có thể giết ông ta ngay lập tức. Vì vậy Park Quốc Trang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, quyết định không giải thích quá chi tiết mà nói, đại nhân Kimura, tóm lại, ý của người đàn ông Long Quốc đó là hắn sẽ sớm đến thăm ngài. Kimura Musashi trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, nói, nếu hắn dám tới, tôi sẽ để hắn có tới mà không có về. Đương nhiên, ông ta hy vọng Lục Vân có thể tự mình tới đây. Như vậy, ông ta có thể giam cầm Lục Vân bằng chính đôi tay mình, cho hắn nếm trải tất cả cực hình ở Nhật Bản, hắn sẽ không bị đày xuống địa ngục cho đến khi hắn chưa bị tra tấn đủ. Chishima Ryoko nói, đại nhân Kimura, thần cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, người nói người đàn ông đến từ Long Quốc cố ý tìm cớ lôi kéo chúng ta, sau mấy ngày nữa liền chạy trốn đến nơi khác sao? Có khả năng này.
Kimura Musashi cau mày nói, cho nên ông hãy đi theo Park Quốc Trang đến Long Quốc một chuyến, để xem người đàn ông Long Quốc đó đến tột cùng là đang dở trò gì. Chishima Ryoko gật đầu. Ngay lúc này, một gã ninja khác chạy vào và nói, đại nhân Kimura, bên ngoài có một người đàn ông từ Long Quốc, hẳn nói rằng có việc quan trọng muốn được gặp ngài. Người Long Quốc, nhất thời trong đáy mắt Chishima Ryoko lộ ra hàn quang, nói, để hẳn vào. Dạ, gã ninja đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh đã dẫn theo một người thanh niên vào, Park Quốc Trang vừa nhìn thấy người thanh niên này từ xa, liền trợn to hai mắt nói, cậu sao lại tới đây nhanh như vậy? Người đến đương nhiên là Lục Vân. Lục Vân cười nó làm việc luôn không thích trì hoãn, ông đã nói với phó minh chủ theo những gì tôi đã yêu cầu chưa? Park Quốc Trang ánh mắt phiêu diêu, nói rồi. Vậy những lễ vật ông ta chuẩn bị đâu? Cái này, vẻ mặt Park Quốc Trang cứng đờ, vào lúc này, Kimura Musashi lên tiếng nói, Park Quốc Trang, người đàn ông Long Quốc này có phải là kẻ đã giết con trai tôi không? Ông ta đã đoán được điều đó, nhưng quyết định hỏi Park Quốc Trang trước. Park Quốc Trang gật đầu. Ngay lập tức, một sát khí đáng sợ tràn ngập không khí. Kimura Musashi hai mắt nhìn chăm chăm vào Lục Vân, giống như một con sư tử đang tức giận, gầm lên, tên Long Quốc kia. Cậu thật to gan dám giết con trai tôi, còn dám tự mình tìm đến cửa tìm chết. Lục Vân lắc đầu nói, xem ra lời xin lỗi của ông không có thành ý cho lém. Xin lỗi, ai xin lỗi? Mặc dù trong lòng Kimura Musashi đang có lửa giận ngập trời, nhưng khi Lục Vân nói những lời này thì bỗng nhiên lại sửng sốt một chút. Lục Vân kinh ngạc nói, không phải Park Quốc Trang đã nói với ông, con trai của ông rất đáng chết sao? Ông không biết cách dạy cậu ta, cho nên ông phải xin lỗi tôi. Cảnh tượng im lặng kỳ lạ lan tràn trong chốc lát. Sau đó, tiếng gầm giận dữ của Kimura Musashi bỗng vang lên, tên Long Quốc kia, các logic chó má gì vậy, cậu đã giết chết con trai tôi, sau đó lại muốn tôi xin lỗi cậu sao? Xem ra lời nói của Park Quốc Trang, không được chuẩn cho lắm. Đột nhiên Lục Vân hướng về phía Park Quốc Trang tát một cái, nói lại mà cũng không được. Tôi giữ ông có ích lợi gì? Bốp! Cơ thể của Park Quốc Trang đột ngột quay 365 độ trong không trung. Sau khi tát, Lục Vân lại nhìn Kimura Musashi và nói, vì Park Quốc Trang không giải thích với ông, cho nên tôi sẽ tự mình giải thích cho ông hiểu. Con trai ông dám âm mưu dùng thuốc mê để hạ nhục chị gái tôi, còn dám thi triển huyễn thuật ra lệnh cho tôi uống thuốc độc, nhưng đáng tiếc huyễn thuật của cậu ta quá rác rưởi, cho nên tôi không trúng huyễn thuật của cậu ta. Trong lòng cậu ta dám nổi lên những ý định này là vô cùng đáng chết, ông có cảm thấy những gì tôi nói có lý không? Còn có. Vì ông là cha của cậu ta nhưng ông lại để cho. Con trai mình ở nước ngoài hành động dơ bẩn như vậy, ông không biết cách dạy dỗ con trai mình, cho nên, ông phải xin lỗi tôi đúng không? Lục Vân nói xong, liền yên lặng nhìn Kimura Musashi. Sắc mặt Kimura Musashi cực kỳ âm trầm. Vừa rồi ông ta có hỏi Park Quốc Trang về chuyện này, Park Quốc Trang chỉ đại khái nói rằng tiểu Kimura đã phạm một sai lầm, cho nên cậu ta đã bị người của Long Quốc giết. Bây giờ Lục Vân nói lại lần nữa, thì ông ta mới thấy tình hình dường như nghiêm trọng hơn ông ta tưởng tượng. Nhưng vậy thì đã sao? Người chết dù sao cũng là con trai của ông ta, mặc kệ cậu ta phạm phải sai lầm lớn như thế nào, cậu ta cũng là con ruột của ông ta. Con trai của ông ta chết cũng thôi đi. Hiện tại tên sát nhân này còn dám tới cửa bắt ông ta phải xin lỗi, loại hành vi này thật sự là quá đáng, quá mức kiêu ngạo rồi. Nếu như ông ta xin lỗi hắn thì mặt mũi này phải để ở đâu đây? Tên Long Quốc kia, cậu thật là can đảm, cậu đã giết tiểu công tử Kimura của chúng tôi, còn dám yêu cầu đại nhân Kimura xin lỗi, tôi không biết cậu quá ngây thơ hay quá ngu ngốc, nhưng tôi đánh giá rất cao dũng khí của cậu. Kimura Musashi vẫn chưa kịp đáp trả. Đột nhiên, nữ ninja với thân hình quyến rũ bước về phía Lục Vân, trên đôi môi đỏ tươi gợi cảm còn nở nụ cười quyến rũ. Đại nhân Kimura xin lỗi cậu là không được, nhưng tôi thì có thể. Để tôi thay đại nhân Kimura xin lỗi cậu thì sai thì sao? Chishima Ryoko nói, lắc mông đi đến trước mặt Lục Vân. Giây tiếp theo, một cảnh tượng nghẹt thở đã xảy ra. Chishima Ryoko thực sự cởi bỏ quần áo trước mặt Lục Vân. Để lộ thân hình nóng bỏng và mỏng manh, trước và sau nhô cao, gãi đầu tạo dáng quyến rũ.
Cánh tay của cô ta giống như rắn nhỏ trơn bóng ôm lấy cổ Lục Vân, cặp đùi trắng nõn non mềm không chút che đậy trực tiếp ôm lấy eo Lục Vân. Rõ ràng, lời xin lỗi mà cô ta nói, hiển nhiên là dùng cách này để đền bù cho Lục Vân. Ánh mắt Lục Vân rời xuống rơi vào đôi gò bông kiêu ngạo cọ cọ trước ngực, đột nhiên cười khẽ nói, được, nếu cô nguyện ý thay mặt ông ta xin lỗi, tôi cũng không phản đối. Nói xong liền lấy tay nhéo hai bên eo của nữ ninja. Trong mắt Chishima Ryoko hiện lên một tia khinh thường, cô ta vươn đầu lưỡi lanh lẹ, chuẩn bị ghé sát lỗ tai Lục Vân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cô ta cảm thấy bầu trời đang thay đổi. Hóa ra Lục Vân ôm eo cô ta, trực tiếp lật ngược cô ta lại, úp đầu xuống đất rồi hung hăng chà đạp. Cô ta trên mặt đất. Khoảnh khắc rơi xuống, Lục Vân thậm chí còn tàn nhẫn hơn, lòng bàn tay biến thành một con dao. Hắn hung hăng chém xuống giữa hai chân dài trắng nõn và mềm mại của nữ ninja đang khỏa thân này. À! Một tiếng hét thê thảm. Nhưng nó không xuất phát từ dưới chân Lục Vân, mà đến từ phía trước khoảng 5 mét. Đó là huyễn thuật. Chishima Ryoko thi triển huyễn thuật. Nhưng huyễn thuật của cô ta so với Kimura Musashi yếu hơn rất nhiều, nhưng cô ta chỉ có thể dùng biện pháp này, đối phó với những nam nhân háo sắc kia mà thôi. Kết quả lại bị Lục Vân nhìn thấu. Trên thực tế, quần áo trên người Chishima Ryoko vẫn được mặc chỉnh tề, tay chân không quấn quanh người Lục Vân. Nhưng trong huyễn thuật vừa rồi, cơ thể hư vô của cô đã bị công kích, khiến cơ thể thực chất cô ta cũng có cảm giác như vậy. Cơn đau do đầu đập xuống đất vẫn còn vương, chỗ mấu chốt là một chưởng vừa rồi của Lục Vân khiến Chishima Ryoko cảm thấy thân dưới như bị xé làm hai, đau đớn cũng là điều hiển nhiên. Sau khi Chishima Ryoko hét lên, cô ta liền ngồi xổm trên mặt đất, cười tâu toét trong đau đớn. Mặc dù vừa rồi những người xung quanh không ai ở trong huyễn thuật, nhưng theo quan điểm của họ, Chishima Ryoko chỉ đứng ở đó, rồi bất thình lình đau đớn ngồi xổm xuống đất. Nhưng bọn họ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chishima Ryoko rất giỏi trong loại huyễn thuật đó. Nhiều người trong số họ đã có vinh dự được trải nghiệm nó khi đang so đấu với Chishima Ryoko. Vì vậy, tình hình hiện tại là rất rõ ràng. Hẳn là vừa rồi Chishima Ryoko đã thi triển loại huyễn thuật đó đối với người Long Quốc này, nhưng mà lại bị người Long Quốc nhìn thấu và giáng cho cô ta một đòn trước. Điều này chứng tỏ rằng, người Long Quốc này không hề đơn giản, nếu không sẽ không thể một mình liều lĩnh như vậy, mà xông vào liên minh ninja của bọn họ. Lục Vân thờ ơ liếc nhìn Chishima Ryoko và nói, đừng có bày mấy trò tiểu xảo này trước mặt tôi nữa. Xét về ngoại hình, cô không thể nào so với chị cả của tôi, về dáng người, cô không thể nào so với chị hai tôi, so về độ quyến rũ, cô cũng không thể nào so với chị ba tôi, cô thực sự là một kẻ thất bại. Lục Vân lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Độ sát thương của câu nói này, đối với người phụ nữ mà nói là vô cùng lớn. Dung mạo và dáng người của Chishima Ryoko kỳ thật cũng không tệ. Ở Liên minh Ninja, cô ta được công nhận là một mỹ nhân. Cho nên mỗi lần cô ta thi triển huyễn thuật này, rất nhiều ninja cùng cấp với cô ta, mặc dù bọn họ có thể phá giải huyễn thuật này, nhưng đa phần bọn họ đều chọn không làm gì cả. Cố ý không phá giải huyễn thuật của Chishima Ryoko, để tùy ý cô ta chà đạp bọn họ. Điều này đã trở thành niềm vui thích của nhiều ninja nam. Là thủ tồi hoa sao như Lục Vân, rất hiếm thấy. Hoa là một phép ẩn dụ cho phụ nữ. Là thủ tồi hoa là một phép ẩn dụ cho hành vi hiếp dâm hay đánh phụ nữ. Là thủ tồi hoa còn chưa tính. Lục Vân còn đem ba phương diện dung mạo, dáng người, cùng với độ quyến rũ này ra, so sánh Chishima Ryoko và các chị gái của hắn một lượt, cuối cùng lại cho ra kết luận, cô ta thua kém về mọi mặt, thật sự là một kẻ thất bại. Cái này gọi là, thua trắng. Nó không chỉ giáng một đòn đau đớn lên người Chishima Ryoko mà còn phá vỡ sự tự tin của cô ta về mặt tâm lý, khiến cô ta cảm thấy thất vọng sâu sắc. Xem ra quả nhiên cậu cũng có chút bản lĩnh, khó trách dám một mình tới nơi này, nhưng nếu cậu cho rằng có thể lấy thực lực này để làm càn ở đây thì cậu đã đánh giá thấp liên minh ninja này của chúng tôi rồi. Lục Vân có thể phá vỡ huyễn thuật Chishima Ryoko, quả thực có phần nằm ngoài dự đoán của Kimura Musashi. Nhưng điều đó không có gì đặc biệt. Trình độ huyễn thuật của Chishima Ryoko vốn không cao, chỉ cần có một người đàn ông có ý chí mạnh mẽ hơn một chút, liền chống lại sắc đẹp và sự cám dỗ, rất dễ dàng để phá vỡ huyễn thuật của Chishima Ryoko.
Lục Vân lắc đầu và nói, không phải tôi đánh giá thấp liên minh ninja của ông, mà là liên minh ninja của ông không đủ tư cách để tôi xem trọng. Hừ, khẩu khí thật lớn, xem ra Thiên Sáp Điện Long đã đưa người Long Quốc các cậu quay trở lại với sự tự tin mù quáng của 100 năm trước, nếu như không có Thiên Sáp Điện, người Long Quốc các người trong mắt tôi, chẳng là cái thá gì. Kimura Musashi hừ lạnh một tiếng. Bốn phía bắt đầu nổi lên một màn sương mù dày đặc màu trắng kỳ lạ. Sau màn sương trắng, khung cảnh bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời lại xuất hiện mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ kỳ lạ. Hiển nhiên, đây là thế giới huyễn thuật của Kimura Musashi. Người Long Quốc kia, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt cho những gì cậu đã làm trước đây, khiến cậu sống không bằng chết, trước khi cậu cầu xin được chết phải ăn năn sám hối với đứa con trai đã chết của tôi. Kimura Musashi trầm giọng nói, từ trên mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ truyền xuống, vang vọng khắp toàn bộ thế giới huyễn thuật. Huyễn thuật của Kimura Musashi và Chishima Ryoko không cùng đẳng cấp với nhau. Huyễn thuật của Chishima Ryoko chỉ là chút tiểu xảo nhỏ. Thế nhưng Kimura Musashi thì khác, trong thế giới huyễn thuật của ông ta, vạn vật đều có thể thay đổi và có khả năng tấn công. Hơn nữa, ông ta là thần của thế giới này. Vì thế kể từ lúc Lục Vân rơi vào thế giới huyễn thuật, Kimura Musashi chắc chắn rằng tên Long Quốc đã là cá trong chậu. Ông ta có thể dùng mọi cách để tra tấn Lục Vân. Nỗi đau do sự tra tấn này có thể nhắm thẳng vào tinh thần của Lục Vân. Nói thẳng ra là Kimura Musashi muốn khiến cho tinh thần của Lục Vân bị sụp đổ trước, sau đó là sự sụp đổ về thể xác. Đòn kép này khiến cho hắn phải chịu nỗi đau cùng cực. Đột nhiên có vô số xương trang nhô ra khỏi mặt đất quấn lấy cơ thể của Lục Vân như những xúc tu khiến cho hắn không thể di chuyển và những chiếc gai mọc trên những chiếc xương trảng đó đâm vào từng tấc cơ thể của Lục Vân. Chuẩn bị chịu nỗi đau thống khổ đi. Kimura Musashi cười khẩy. Chỉ có thể nghe được giọng nói của ông ta nhưng không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Khi lời chế nhạo vừa dứt, ánh trăng đỏ rực bao trùm toàn bộ thế giới huyễn thuật. Một số đốm sáng màu đỏ kỳ lạ rơi xuống lông mày của Lục Vân như thế chúng muốn khoan sâu vào bên trong để nắm bắt suy nghĩ của hắn. Đây là một trong những thủ đoạn khác của Kimura Musashi nhằm tái tạo lại ký ức của Lục Vân. Sau đó, tất cả những nhân vật quen thuộc hóa thành ảo ảnh xuất hiện trong tâm trí của hắn. Kimura Musashi sẽ tra tấn người thân, bạn bè và người yêu của Lục Vân trước mặt hắn và để hắn tận mắt chứng kiến những cảnh đó. Thế nhưng dù có cố gắng như thế nào, những đốm sáng màu đỏ cũng không thể tái tạo lại ký ức của Lục Vân. Rõ ràng đây là thế giới huyễn thuật còn Lục Vân chỉ là một hư ảnh tinh thần. Là vị thần của thế giới huyễn thuật này, vậy mà Kimura Musashi không thể đọc được ký ức của Lục Vân. Thật là kỳ lạ, không thể nào. Thanh âm của Kimura Musashi vang lên lần nữa. Sự tự tin của ông ta hiện tại đã giảm nhiều so với lúc trước. Hừ, nếu như cậu đã ngoan cố như vậy thì ta sẽ ném cậu vào ổ trùng để cho cậu nếm trải nỗi thống khổ bị ngàn vạn con trùng cần xé. Thấy không thể đọc được ký ức của Lục Vân, Kimura Musashi đã thay đổi ý định và đổi cách tra tấn Lục Vân. Tiếng nổ ầm vang lên. Đột nhiên mặt đất nứt ra, dưới chân Lục Vân xuất hiện một cái hố đen. Bởi vì cơ thể của Lục Vân bị đóng đinh bởi vô số gai xương nên hắn không thể di chuyển và chỉ có thể bị động rơi xuống hố đen tối tăm. Đột nhiên có âm thanh vang lên xung quanh như tiếng chuột. Ngay sau đó, có tiếng hét cực kỳ chói tai vang từ sâu trong hang động. Lúc này, ánh trăng đỏ rực chiếu lên miệng hố sâu tạo ra bóng người Kimura Musashi. Nghe thấy tiếng hét bên dưới, ông ta vô cùng căm hận. Tên Long Quốc chết tiệt dám giết con trai của ta. Ta sẽ bắt cậu phải nếm trải cảm giác đau khổ bị vạn trùng cần xé. Sau đó, ta sẽ ném cậu vào trong dung nham để mày phải chịu tra tấn cực nóng. Kimura Musashi nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta vừa dứt lời. Bên dưới hố đen tối đen như mực đột nhiên bùng lên một ngọn lửa chói mắt và nó thực sự biến L gạch dưới thành một vùng dung nham. Dung nham nóng bỏng dâng trào, thỉnh thoảng di gạch dưới có vài tia lửa phun lên. Tuy nhiên đột nhiên Kimura Musashi cau mày, chỗ dung nham này không phải do ông ta tạo ra, ông ta vừa mới nói vậy thôi, ông ta chưa định ném Lục Vân vào dung nham sớm như vậy. Huyền rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Một luồng lửa đỏ bắn ra từ bên dưới. Ánh sáng đỏ nóng phản chiếu một khuôn mặt bên dưới. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Kimura Musashi trợn me há hốc mồm.
không ngờ đó lại là con trai ông ta, Tiểu Kimura. Lúc này, Tiểu Kimura đang lơ lửng trên dung nham, cơ thể của cậu ta bị bao phủ bởi những con trùng đang cắn xé máu thịt. Ba, tại sao ba lại làm thế này với con? Tiểu Kimura thét lên chói tai, vì đau đớn mà ngũ quan vặn vẹo điên cuồng. Đôi mắt tuyệt vọng kia bản ra tia sáng oán hận như thể đang trách Kimura Musashi sao lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình như vậy. Ai? Lại có một tiếng thét đau thấu tim gan vang lên. Chỉ thấy vô số con trùng đen kỳ dị chui ra khỏi cái miệng đang há to của Tiểu Kimura. Tiếp đó, nhãn cầu của cậu ta nổ tung, vô số con trùng đen chui ra ngoài nhanh chóng quét sạch chút da thịt còn sót lại trên mặt cậu ta. Ầm! Tiểu Kimura rơi xuống dung nham và bị ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn và không còn phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. Trái tim của Kimura Musashi như bị dao cắt. Đây vốn là thủ đoạn ông ta dùng để đối phó với Lục Vân nhưng không ngờ người ở phía dưới lại biến thành con trai của ông ta một cách kỳ lạ. Hơn nữa, khung cảnh tuyệt vọng trước cái chết này trông chân thực đến mức khiến cho Kimura Musashi trong giây lát quên mất rằng đây là thế giới huyễn cảnh và ông ta nghĩ rằng chính mình là người thực sự tự tay đẩy con trai vào dung nham. Kimura Musashi khóc lớn. Ông ta sa vào cảm giác tự trách mình. Mãi cho đến khi, có một thanh âm truyền đến tai ông ta. Huyễn thuật lợi hại chân chính là làm cho người ta hoàn toàn không biết đây là thế giới huyễn thuật. Ông còn kém lắm. Kimura Musashi quay đầu lại nhìn. Thanh âm của người thanh niên đang nói chuyện nghe có vẻ quen quen. Mới đầu, ánh mắt của Kimura Musashi còn trống rỗng, sau đó biến thành nghi hoặc và cuối cùng là chấn kinh. Ông ta nhớ ra rồi. Người thanh niên này chính là tên Long Quốc, kẻ đã giết con trai của ông ta. Ông ta không phải là người giết Tiểu Kimura. Cuối cùng, Kimura Musashi cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt bên dưới, ông ta đã hoàn toàn đánh mất chính mình và đắm chìm vào huyễn cảnh. Ông ta đã quên hết toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước đó. Đương nhiên, ông ta cũng quên mất sự tồn tại của Lục Vân. Nếu không phải đột nhiên Lục Vân nói gì đó thì Kimura Musashi nhất định sẽ cho rằng mọi chuyện mình thấy là thật. Chính tay ông ta đẩy con trai mình xuống biển dung nham. Đây chính là cảnh giới cao nhất của huyễn thuật khiến người ta đắm chìm vào trong đó và quên đi sự thật. Vừa rồi Kimura Musashi vẫn còn đắm chìm trong bi thương và tự trách, hồi lâu chưa khôi phục lại tinh thần. Mặc dù bây giờ ông ta biết rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, mọi thứ quá chân thật khiến cho khung cảnh tự mình giết con trai cứ khắc sâu trong tâm trí của Kimura Musashi. Vô cùng đau đớn, sau một khoảng thời gian, trước khi nói, cổ họng của Kimura Musashi còn giật giật vài lần. Làm thế nào mà cậu làm được? Ông ta không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, nó thật kỳ lạ. Rõ ràng thế giới huyễn thuật này là do ông ta tạo ra, rõ ràng ông ta chính là thần của thế giới này. Vì sao tên Long Quốc này lại chiếm ưu thế được? Kimura Musashi không thể hiểu nổi. Lục Vân cười nói, cái mà các người gọi là huyễn thuật, chỉ là một thủ đoạn vặt vãnh đối với tu đạo giả ở Long Quốc chúng tôi mà thôi. Tu đạo giả? Kimura Musashi híp mắt lại, sau đó cười khổ nói, hóa ra cậu là tu đạo giả, chẳng trách. Kimura Musashi đã từng nghe nói về tu đạo giả ở Long Quốc. Người ta nói rằng bọn họ là một nhóm người có thuật pháp thần thông cực mạnh. Thậm chí một tu đạo giả cực mạnh có thể khám phá thiên cơ. Không chế âm dương luân hồi. Huyền diệu tới mức khó giải thích. Tất nhiên Kimura Musashi cũng chỉ là nghe nói chứ ông ta chưa thực sự chiến đấu với tu đạo giả của Long Quốc bao giờ. Vì thế khi có tin đồn rằng huyễn thuật mà liên minh ninja luôn tự hào chỉ là trò vặt vãnh đối với tu đạo giả, Kimura Musashi đã chế giễu. Cho đến tận hôm nay khi được chứng kiến thủ đoạn của Lục Vân, ông ta đã tin điều đó. Hóa ra tu đạo giả của Long Quốc thực sự rất đáng sợ. Cái thế giới huyễn thuật này là do ta tạo ra hay là do cậu tạo ra? Kimura Musashi trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi với vẻ không tình nguyện. Đương nhiên là do ông tạo ra rồi nhưng tôi cũng sử dụng một ít thủ đoạn để khiến cho ông quên mất rằng mình mới là chủ nhân của thế giới này. Sau đó trong chính thế giới huyễn thuật của ông, tôi đã tạo ra ảo cảnh cho ông. Lục Vân vừa dứt lời, Kimura Musashi liền há hốc mồm. Trong thế giới huyễn thuật của một người, việc tạo ra ảo cảnh cho chính người đó là chuyện chưa từng có. Tu đạo giả của Long Quốc thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Kimura Musashi không còn một chút ý định muốn báo thù nào nữa,
toàn thân triệt để chấn động. Lúc này, Lục Vân nhàn nhạt nói, còn chuyện phá giải huyễn thuật của ông nữa, dễ như ăn kẹo. Thân thể của Kimura Musashi lại chấn động. Do dự hồi lâu, ông ta nói, nếu như cậu thực sự có thể phá giải huyễn thuật của ta, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không để ý chuyện cậu giết con trai của ta nữa. Trong tất cả các thuật ninja, ông ta giỏi nhất về huyễn thuật. Nếu như Lục Vân có thể dễ dàng phá giải huyễn thuật của ông ta thì ông ta sẽ rất khó có thể tiếp tục báo thù. Một điều nữa. Sau khi Kimura Musashi nói xong, Lục Vân cười nói, nếu như tôi phá giải huyễn thuật của ông thì ông sẽ nhận tôi là chủ nhân, sao nào? Nhận cậu làm chủ nhân. Ánh mắt của Kimura Musashi kiên định. Tu đạo giả của Long Quốc này không chỉ ngăn cản ông ta báo thù cho đứa con trai đã mất mà còn muốn ông ta trở thành con chó của hắn. Quá ngang ngược rồi. Tất nhiên là Kimura Musashi không vui. Lục Vân nói thêm, trong vòng một giây, tôi sẽ phá vỡ huyễn thuật của ông. Nếu như tôi làm được thì ông sẽ nhận tôi làm chủ nhân được chứ? Kimura Musashi là phó minh chủ của Liên minh Ninja. Vị trí này không thấp nên nếu như có thể khống chế được ông ta thì cũng tương đương với. Khống chế được động tĩnh của Liên minh Ninja. Đây cũng là một ý tưởng bất chợt của Lục Vân. Hắn không quan tâm đến Liên minh Ninja của Nhật Bản. Cũng có khả năng cao là trong tương lai cũng sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với tổ chức này. Chỉ cần thế lực của tổ chức này không xâm nhập vào Long Quốc là được. Nhưng dù sao nếu như có thể khống chế được thì cũng tốt hơn. Sau khi nghe Lục Vân nói rằng mình phải nhận hắn làm chủ nhân, Kimura Musashi rất khó chịu nhưng nghe thấy lời sau đó, trong lòng ông ta lại chấn động. Phá giải huyễn thuật của ông ta chỉ trong một giây. Hắn đang nói đùa sao? Trong cuộc đối đầu vừa rồi, Kimura Musashi phải thừa nhận rằng thủ đoạn của Lục Vân rất kỳ lạ. Và mạnh mẽ nên khả năng huyễn thuật của cậu ta chắc cũng không hề yếu. Đương nhiên là Kimura Musashi không tin lời nói của Lục Vân. Tuy không tin nhưng ông ta cũng không dại gì đồng ý với Lục Vân. Dù sao ông ta cũng không còn là một thanh niên trẻ tuổi, hễ bị khiêu khích là lập tức nổi nóng. Kimura Musashi vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Thế nhưng Lục Vân cũng không vội, đợi Kimura Musashi tiêu hóa xong những gì hắn nói, hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể đánh cược lớn hơn nữa. Nếu như tôi không làm được thì ông có thể báo thù cho con trai mình bất cứ lúc nào, tôi sẽ không phản kháng. Thật chứ? Trong mắt của Kimura Musashi đột nhiên bắn ra một tia lạnh lão. Đương nhiên là ông ta muốn báo thù cho con trai nhưng thực lực của đối phương quá mạnh khiến cho ông ta tạm thời quên đi ý niệm muốn báo thù. Nhưng nếu như Lục Vân không phản kháng thì ông ta vẫn có hy vọng báo thù. Lục Vân gật đầu nói, đương nhiên, tôi vẫn luôn giữ lời. Ông có đồng ý không? Kimura Musashi trầm mặc trong chốc lát, ông A quyết định đánh cược một phen, được, ta đánh cược với cậu một lần, hy vọng cậu sẽ không thất vọng. Phái! Ông ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy Lục Vân hét lớn một tiếng. Mặt trăng màu đỏ trên bầu trời vỡ nát. Lát sau, thế giới huyền thuật hoàn toàn sụp đổ. Một thủ đoạn khủng khiếp như vậy khiến cho Kimura Musashi sững sờ mất một lúc không nói nên lời. Thực sự chỉ mất đúng một giây. Không đúng, căn bản là không hề mất một giây nào cả, chỉ là một cái chớp mắt. Ngay lúc Lục Vân tiến vào thế giới huyền thuật này đã nhìn ra chỗ mấu chốt để phá giải. Cái huyễn thuật này, đặt ở Long Quốc cùng lắm chỉ là vài trận pháp ngăn cách người tu đạo mà thôi, chỉ cần tìm được chỗ tâm trận, phá trận thật sự không khó. Pháp huyền chân nhãn của Lục Vân cũng sinh ra là vì cái này. Lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ kỳ lạ trên đỉnh đầu. Trong lòng Lục Vân lập tức hiện ra bốn chữ to, thùng rỗng kêu to. Thùng rỗng kêu to còn chưa tính, còn rất ngây thơ. Rõ ràng thế giới huyễn thuật Kimura Musashi tạo ra, có mấu chốt phá giải nằm ở mặt trăng màu đỏ đó. Rõ đến mức tựa như hận không thể chính miệng nói cho Lục Vân bị, lìn cái mặt trăng lưỡi liềm này đi, chói mắt như thế, tập trung ý niệm tinh thần của mình, đến kích phá nó là được. Đây đúng là một huyễn trận kém chất. Một huyễn trận thật sự cao minh, tâm trận đều tiềm ẩn trong mấy nơi khó có thể bị phát hiện, ví dụ như một gốc cây, một đóa hoa, một khối tảng đá. Đại đạo chỉ giản, mới là ý chính của trận pháp. Người tu đạo Long Quốc có rất nhiều loại, trong đó một loại nghề nghiệp là linh trận sư, tu vi của bọn họ có thể không cao, nhưng khả năng chế tạo. Trận pháp cực kỳ mạnh,
bọn họ có thể giấu đi tâm trận cực kỳ tài tình. Thậm chí có lúc bọn họ còn dung nạp tâm trận vào một viên sỏi, sau đó mới bài bố dưới bàn chân của người đã vào trận pháp, cái này cũng cực khó bị phát hiện đi. Cho nên cho dù họ gặp được người tu luyện có tu vi mạnh hơn nhiều, chỉ cần tâm trận không bị phát hiện, người tu luyện đó cũng sẽ bị nhốt chết trong trận pháo của linh trận sư. Tóm lại, mấu chốt để phá trận nằm ở quá trình im tâm trận, cái này mới là chuyện khó nhất, cũng là quá trình tiêu hao nhiều tinh lực nhất. Kimura Moashi ngây thơ ở chỗ, tâm huyễn trận của ông ta lại bày bố ở nơi khiến người ta chú ý nhất, trên mặt trăng màu đỏ nổi bật. Chỉ cần người bên trong huyễn trận có tỉnh thần ý niệm mạnh hơn ông ta, có thể dễ dàng kích phá cái mặt trăng kia, huyễn trận cũng sẽ tự nhiên bị phá giải. Căn bản là không cần tiêu phí quá nhiều thời gian để tìm trận hạch. Lục Vân không cần tốn nhiều sức đã phá giải được huyễn trận Kimura Moashi cho rằng rất cao siêu, đồng thời cũng triệt để đánh tan lòng tự tin của hắn. Cứ thế đã trở lại liền trở lại với thế giới thật. Kimura Moashi còn ngơ ngác sững sờ tại chỗ rất lâu, phảng phất như hồn bay phách lạc. Những ninja xung quanh cũng không hiểu. Vừa rồi Kimura Moashi thi triển huyễn thuật, chỉ nhắm vào một mình Lục Vân, bọn họ không có đi theo vào thế giới huyễn thuật, bởi vậy không rõ ràng lắm bên trong đã phát sinh chuyện gì. Mà chuyện làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là suốt cả quá trình, thần sắc của tên Lục Vân đến từ Long Quốc này không hề thay đổi chút gì, trái ngược hoàn toàn với phó minh chủ của bọn họ, nước mắt đột nhiên tuôn rơi mà không hề báo. Trước, trên khuôn mặt cũng tràn đầy áy náy và tự trách. Bọn họ không biết, tại bên trong thế giới huyễn thuật, Kimura Moashi đã tự mình đẩy con trai của ông vào trong dung nham, cho nên mới rơi lệ yêu thương như vậy. Lúc này đây, thân thể Lục Vân đã chuyển động, thế nhưng Kimura Moashi vẫn còn ngu ngơ tại chỗ, khiến đám người xung quanh nhận ra, tên Long Quốc này đã tránh thoát khỏi huyễn thuật, nhưng còn phó minh chủ của bọn họ vẫn đắm chìm trong thế huyễn thuật của mình. Trông cực kỳ quỷ dị. Lúc này, chỉ nghe Lục Vân thong thả lên tiếng nói, huyễn thuật của ông đã bị tôi phá giải, điều kiện vừa rồi tôi đưa ra, có phải đã đến lúc ông thực hiện rồi không? Thân thể Kimura Miyuji hơi lung lay, rốt cục lấy lại tinh thần. Lúc này đám người mới biết rõ, thì ra phó minh chủ của bọn họ cũng không phải đắm chìm vào thế giới huyễn thuật, chẳng qua là đơn thuần ngẩn người vậy mà thôi. Có thể làm phó minh chủ biến thành dạng này, chuyện vừa xảy ra trong thế giới huyễn thuật nhất định là chuyện cực kỳ chấn động. Cụ thể là cái gì? Bọn họ không biết. Kimura Moashi cũng không có thể nào nói cho bọn họ biết, ông ta chỉ hạ xuống một mệnh lệnh, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sau là đi đến trước mặt Lục Vân quỳ xuống. Tôi đây có chơi có chịu, từ nay nay trở đi, ngài chính là chủ nhân của tôi. Lục Vân hài lòng gật gật đầu, trích ra một giọt máu từ búng ngón tay trỏ của Kimura Moashi, đặt vào bên trong ấn phù. Làm xong này hết thảy. Minh chủ liên minh ninja đột nhiên từ ngoài tiến vào, phía sau còn có Chishima Kyoko cùng với vài vị ninja thực lực không tầm thường đi theo phía sau. Vừa rồi ở bên ngoài, Chishima Kyoko đã kể hết những gì cô ta gặp phải cho minh chủ biết. Bởi vậy sau khi vị minh chủ này tiến vào, lập tức thể hiện ra một địch ý cực lớn đối với Lục Vân, mấy tên ninja càng quá đáng hơn, nhanh chóng bao vây Lục Vân. Mặc dù minh chủ liên minh ninja đã biết đại khái, nhưng vẫn hét lên Kimura, có chuyện gì đấy. Kimura Moashi đi tới trước mặt minh chủ liên minh ninja, cung kính nói, tên Long Quốc này giết con trai của tôi. Nhưng tôi đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn có thể phá giải của huyễn thuật của tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Đương nhiên ông ta không thể nào nói ra chuyện ông ta đã nhận Lục Vân làm chủ. Ông lui xuống trước đi. Ánh mắt minh chủ liên minh ninja chợt lóe, rơi vào trên người Lục Vân, quát lạnh một tiếng, tên Long Quốc kia, Kimura không truy cứu cậu, nhưng liên minh ninja chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu thế đâu. Cấp dưới của mình bị bắt nạt. Đương nhiên minh chủ liên minh ninja không thể nào ích kỷ bàng quan không quan tâm. Hơn nữa, tên Long Quốc này gan lớn, dám đến liên minh ninja gây sự, thật là quá mức kiêu ngạo, nếu cứ để hắn bình an rời khỏi, chỉ sợ sau này liên minh ninja sẽ trở thành trò cười của cả Nhật Bản. Cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng phải chảm sát tên Long Quốc ngông cuồng này. Thấy minh chủ nói thế, Kimura Moashi định mở miệng. Làm như muốn nói gì đó nhưng nhìn liếc nhìn sang Lục Vân vẫn bình tĩnh, cuối cùng ông ta vẫn quyết định yên lặng lui sang một bên. Sát ý lạnh như băng trên người minh chủ liên minh ninja điên cuồng ngưng tụ, so với Kimura,
Ngoa Si còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Các ninja xung quanh cũng đang chờ cơ hội ra tay. Nhìn sang Lục Vân, vừa bình thản lại ung dung. Hơn nữa còn chủ động bước chân, đi về phía minh chủ liên minh ninja, cười nhẹ một tiếng nói, mặt nạ của ông không tệ đâu, không vết sẹo bên dưới mặt nạ này, bây giờ đã tốt hơn chưa? Nói xong lời nói này, bước chân của Lục Vân vẫn không dừng lại, trực tiếp lướt qua minh chủ liên minh ninja, đi ra ngoài. Sau đó, thân thể minh chủ liên minh ninja kịch liệt run lên một cái. Trên người đột nhiên thấy lạnh như băng. Thấy Lục Vân không tự giác thấy mình là người ngoại quốc đến, ngay cả minh chủ mà hẳn cũng không để vào mắt, thần sắc của mấy ninja liên minh ninja nhất thời lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay triệt hạ Lục Vân. Thế nhưng bọn họ vừa định hành động, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét run rẩy phát ra, tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Người lên tiếng đúng là minh chủ liên minh ninja. Đám người không hiểu gì nên quay lại nhìn về phía ông ấy, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của minh chủ, thân thể nhìn không được đứng đờ lại. Minh chủ của bọn họ, giờ lại đang lộ rõ vẻ sợ sệt. Sợ người Long Quốc kia. Hiển nhiên Kimura Musashi cũng phát hiện ra điểm này, ông ta nhìn không được hiếu kỳ hỏi, minh chủ, ông nhận ra người Long Quốc này. Nhận ra, nhưng cũng không nhận ra. Cổ họng minh chủ liên minh ninja khó khăn nuốt xuống một phát, sau đó khó có thể ức chế sự run rẩy bên trong giọng nói, phải nên nói là, tên của hẳn, tất cả các người đều nghe qua rồi đấy. Đám người nghe vậy càng thêm nghi ngờ, đến Kimura Musashi cũng không rõ cho lắm. Ông ta đã biết tên hẳn là Lục Vân, nhưng cũng chỉ mới biết đây, vào trước ngày hôm nay ông ta vẫn chưa từng nghe nói qua, cho nên càng thêm không cách nào hiểu được câu vừa rồi của minh chủ có ý gì. Chỉ thấy minh chủ liên minh ninja dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kimura Musashi, thở dài một hơi nói Kimura, may là ông đã kịp thời buông xuống mối thù giết con nếu không bây giờ thật sự có thể gặp họa lớn ngập đầu rồi. Ông ấy còn chưa biết Kimura Musashi đã nhận chủ, vội vàng khuyên ngăn, tựa như rất sợ hãi. Kimura Musashi sẽ đi tìm Lục Vân báo thù. Cái này càng thêm làm cho Kimura Musashi khó hiểu. Minh chủ, rốt cục là nguyên nhân gì đã làm ngài sợ hãi người kia như vậy? Bởi vì, hắn chính là Thiên Sát Vương. Thiên Sát Vương. Lời của minh chủ liên minh ninja vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, sau đó chỉ thấy một luồng khí lạnh xông từ lòng bàn chân lên thẳng não bộ. Người thanh niên Long Quốc vừa rồi lại là Thiên Sát Vương uy danh hiển hách. Vừa rồi bọn họ xém chút nữa đã ra tay với Thiên Sát Vương sao? Cái đó chẳng khác nào tìm đường chết chứ. Kimura Musashi cũng mạnh mẽ hít một hơi, nói, minh chủ, hắn. Ha, thật sự là Thiên Sát Vương. Lúc nói chuyện còn thiếu chút đã cần trúng đầu lưỡi của mình, có thể thấy trong nội tâm ông ta chấn động cỡ nào. Minh chủ liên minh ninja vô cùng khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, chính là hắn chính là Thiên Sát Vương. Làm sao ông ta không chấn động được? Vào một đêm ở 3 năm trước, Thiên Sát Vương đột nhiên xông vào phòng của minh chủ liên minh ninja. Hai người liền giao thủ một trận, kết quả không khó đoán, minh chủ liên minh ninja bại trong một giây, đến một chiêu của Thiên Sát Vương cũng không chịu nổi. Chuyện làm minh chủ liên minh ninja sợ sệt chính là, khi ấy Thiên Sát Vương còn thi triển một thần thông cực kỳ đáng sợ, giữa màn đêm đen lạnh giá, một đạo ánh sáng lạnh chợt hiện ra trong không trung cách đo chừng 10 mét, lao đến để lại một vết thương thật sâu trên khuôn mặt của minh chủ liên minh ninja. Lúc đó ông ấy đã cực lực né tránh. Đến thế thân thuật cũng đã thi triển ra, thế nhưng là vẫn không thể như cũ trốn thoát đòn công kích kia. Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sát Vương. Cũng là ký ức in sâu nhất trong đầu minh chủ liên minh ninja. Lúc nấy nhìn thấy thanh niên Long Quốc, mặc dù hắn không có đeo cái mặt nạ đầu rồng uy nghiêm, nhưng dựa theo giọng nói của hắn đã khắc thật sâu trong đầu của minh chủ liên minh ninja, ông ấy thoáng cái liền nhận ra là hắn. Bây giờ ông đã biết vì sao tôi nói ông có thể gặp họa lớn ngập đầu chưa? Giọng điệu của minh chủ liên minh ninja có chút phức tạp nói. Trong nội tâm Kimura Musashi đang nổi lên một trận sóng to gió lớn. Trách không được Lục Vân dám một thân một mình chạy đến liên minh ninja, còn dám buộc ông ta nói lời xin lỗi, thì ra hắn chính là Thiên Sát Vương. Đúng là Thiên Sát Vương thật sự rất cuồng ngạo. Khuôn mặt Kimura Musashi ngẩn ra. Tựa như đã nghĩ tới cái gì đó. Nếu như Lục Vân chính là Thiên Sát Vương, vậy chẳng phải bây giờ chủ nhân của mình là Thiên Sát Vương rồi sao?
Vốn dĩ Kimura Musashi còn có chút không cam lòng, không chỉ con trai của mình đã chết, mà chính ông ta cũng khó hiểu mà nhận hung thủ giết con trai mình làm chủ nhân, nếu đổi làm ai khác cũng sẽ không cam lòng như vậy thôi. Thế nhưng là bây giờ biết rõ thân phận của Lục Vân, tâm tình của ông ta nhất thời cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khi Lục Vân giải quyết xong chuyện ở Liên minh Ninja, hắn đã trở về Giang Thành. Vài ngày này Ha đều đứng ở Hạnh Lâm đường. Lâm Thanh Đàn vẫn còn đang tức giận, quả thật là cô đã quyết tâm không nói lời nào với Lục Vân nữa, để Lục Vân phải nhận thức thêm một mặt khác hoàn toàn của người chị trước gieo vẫn luôn dịu dàng quan tâm này, thì ra phụ nữ dịu dàng cách mấy thì cũng có lúc hung bạo. Sư Hồng Văn có thể nói là người già thành tinh, liếc thấy bọn họ có gì đó sai sai, thấy Lục Vân mấy ngày rồi vẫn không dỗ được Lâm Thanh Đàn, ông nhìn không được nữa, thế là nghĩ ra một cách, nói, lão sư, nếu không ngày mai tôi kêu cháu trai lớn của tôi lại đây, cùng ngài diễn một màn kịch. Diễn kịch gì? Lục Vân lạ lùng. Sư Hồng Văn nháy mắt, tới đó ngài sẽ biết. Thế là đã đến ngày hôm sau đó, có một bệnh nhân kỳ lạ đến Hạnh Lâm đường với bộ dáng nửa chết nửa sống. Một hồi nói chỗ này đau, một hồi chỗ kia đau, thế nhưng chẩn đoán một hồi vẫn không đoán ra cái gì. Lâm Thanh Đàn châm cứu cho cậu ta, cũng không có hiệu quả. Sư Hồng Văn còn cách nào khác, đành nói, tình huống này chắc chỉ có thể mời sư phụ ra tay. Lâm Thanh Đàn nói, vậy ông gọi điện cho hắn đi. Sư Hồng Văn gật gật đầu, bấm số gọi cho Lục Vân, thế nhưng là còn chưa nối máy đã thở dài nói, ai, không được rồi, sư phụ nói tâm trạng hắn không tốt. Không muốn chữa bệnh cho ai hết. Tâm trạng không tốt thì không chữa bệnh. Đôi mày của Lâm Thanh Đàn nhíu lại, nói, người bệnh đã nguy kịch như vậy rồi mà hắn chỉ lo cho tâm trạng của mình, thật là càn rỡ. Cô vừa nói lời này, người bệnh kia nhất thời càng la oai oái lên, kèm theo là ngã trên đất lăn lộn. Sư Hồng Văn cười khổ nói, dù sao tôi cũng khuyên không nổi sư phụ, tôi thấy vẫn là cô Lâm nói với hắn đi, hắn luôn nghe lời cô nhất mà. Người thông minh như hẳn đâu có nghe lời tôi đâu. Lâm Thanh Đàn oán hận nói một câu, sau đó lại im lặng, tựa như đang phân vân, có nên tự mình nói Lục Vân lại đây không? Dù sao cô đã thề, chỉ cần Lục Vân không nói ra chân tướng, cô sẽ quyết tâm không để ý đến Lục Vân nữa. Sư Hồng Văn thấy tình cảnh đó, thừa dịp Lâm Thanh Đàn lâm vào trầm tư, bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía người bệnh kia ra hiệu, người bệnh hiểu ý, bụp một tiếng ngã từ trên ghế xuống lăn lộn trên đất. Ôi chao, đau chết tôi rồi, dạ dày tôi đau, gan cũng đau, đầu còn đau nhiều hơn nữa, bác sĩ, tôi đâu sắp chết rồi. Bệnh nhân tất nhiên do cháu trai của Dư Hồng Văn thủ vai. Diễn xuất của cậu ta thực sự rất tốt. Cậu ta lăn lộn kêu gào trên mặt đất, vừa trợn mắt vừa chu lên, sau đó toàn thân co giật giống như bị động kinh. Mấy bác sĩ học việc vội vàng khiêng bệnh nhân vào phòng châm cứu và bảo cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi. Sư Hồng Văn lo lắng nói, cô Lâm, cứu người là quan trọng. Cô mau gọi sư phụ tới, đây là một mạng người đấy. Lâm Thanh Đàn chưa từng nhìn thấy một căn bệnh nào kỳ lạ như vậy và cô cũng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bệnh nhân đau đớn như thế. Vì vậy, cô nghĩ rằng đây không phải là lúc để tức giận nên cô đã gọi cho Lục Vân. Em mau đến Hạnh Lâm đường đi. Chị là ai? Lâm Thanh Đàn biết rằng Lục Vân đang cố ý nên cô nghiến răng nói, chị là Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn, em còn tưởng là chị hai của em. Xin lỗi, e rằng chị gọi nhầm số rồi. Em, Lâm Thanh Đàn trì trệ, cô thực sự muốn xông tới trước mặt Lục Vân và đánh hắn một trận. Lúc này, tiếng than thở của Dư Hồng Văn truyền đến bên cạnh cô, ôi, mạng người nguy hiểm, mạng người nguy hiểm. Lâm Thanh Đàn nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Vân, chị là chị hai của em. Em mau tới đây đi, đang có một bệnh nhân rất nguy kịch. Chị gọi em là gì cơ? Lâm Thanh Đàn lại hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận dưới lồng ngực, nói, em trai, nghe lời nào, ân oán giữa chúng ta sẽ nói sau. Điều quan trọng bây giờ là phải chữa bệnh trước đã. Được rồi, chị hai, chị đợi chút, em sẽ tới ngay. Sau khi Lục Vân nói xong, hắn không mất quá nhiều thời gian để chạy tới sảnh Hạnh Lâm đường. Mau lên, toàn thân bệnh nhân co giật, tình trạng rất nguy kịch. Lâm Thanh Đàn lo lắng nói nhưng khi cô liếc nhìn Lục Vân, cô thấy hắn đi rất chậm. Cô vội chạy đến kéo tay hắn vào phòng châm cứu. Lục Vân đến phòng châm cứu, làm bộ làm tịch hỏi xung quanh và nói với vẻ mặt nghiêm túc, tình trạng của bệnh nhân vô cùng phức tạp, các phương pháp điều trị chung đều không có tác dụng.
em cần sử dụng phương pháp kỳ châm cho bệnh nhân. Vậy em mau làm đi, Lâm Thanh Đàn thúc giục. Lục Vân nói, phương pháp kỳ châm này tương ứng với các huyệt tương đối đặc biệt. Chị hai, chị không thích hợp ở lại đây, để Lão Dư vào giúp em là được. Lâm Thanh Đàn lập tức phản ứng, nói, ồ, chị hiểu rồi. Vì thế, cô ngoan ngoãn rời khỏi phòng châm cứu và gọi Dư Hồng Văn vào. Khi vừa bước vào, Dư Hồng Văn vỗ vào trán bệnh nhân và nói, được rồi, không cần diễn nữa, biểu hiện hôm nay của cháu không tồi. Ha hai, chỉ thấy bệnh nhân vừa rồi còn co giật vậy mà bây giờ đã thay đổi, cậu ta tươi cười đứng dậy khỏi giường bệnh. Dư Hồng Văn giới thiệu, sư phụ, đây là cháu trai của tôi, Dư Dũng. Lục Vân mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Dư Hồng Văn đầy ẩn ý và nói, Lão Dư, không ngờ ông lại giỏi như vậy. Chắc hẳn lúc còn trẻ đã làm tổn thương không ít cô gái đúng không? Không có, sư phụ đừng nói đùa, Dư Hồng Văn đỏ mặt, xua tay nói. Các người. Trong khi ba người còn đang cười nói vui vẻ, Lâm Thanh Đàn đột nhiên mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững sờ trong giây lát. Vừa nãy khi ở bên ngoài, cô đã suy nghĩ cẩn thận. Thân là bác sĩ không nên phân biệt bệnh nhân nam nữ, nên dù bệnh nhân nam trong đó cần châm cứu ở những điểm đặc biệt thì cô cũng nên trực tiếp đối mặt. Cộng thêm sự tò mò, bệnh tình của bệnh nhân vừa rồi quá kỳ lạ nên Lâm Thanh Đàn muốn xem Lục Vân chữa bệnh cho cậu ta như thế nào nên cô quyết định đi vào quan sát. Điều này cũng có tác dụng lớn trong việc cải thiện kỹ năng châm cứu của cô. Thế nhưng khi cô đẩy cửa vào, cô thấy ba người đang cười nói với nhau. Trên người bệnh nhân không hề có một cây kim châm nào. Trong tình huống này, làm sao Lâm Thanh Đàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra? Ba người bọn họ đã bày ra một vở kịch để lừa cô. Lão Dư, không ngờ ngay cả ông cũng bày trò với tên khốn kiếp Lục Vân kia. Thật quá đáng. Lâm Thanh Đàn vô cùng tức giận. Ba người trong phòng châm cứu nhìn nhau. Giỏi thật. Bày ra một vở kịch như thế này. Dư Hồng Văn nói với vẻ mặt khổ sở, đoán chừng cô Lâm rất giận tôi. Sư phụ, tôi cảm thấy chuyện này ngài tự giải quyết đi, dù sao tôi cũng không thể giúp gì được nữa. Lục Vân cũng nở nụ cười gượng gạo. Đi đến bên trong Hạnh Lâm đường, Lâm Thanh Đàn ngồi ở chỗ bàn tư vấn với vẻ phẫn nộ. Lục Vân thận trọng đi tới, áy náy cười nói, ha ha, chị hai đừng giận Lão Dư, em đã nói với ông ấy rằng cách này không được. Em cũng không muốn lừa dối chị hai nhưng ông ấy cứ khăng khăng lôi em diễn vở kịch này. Dư Hồng Văn, người vừa rời khỏi phòng châm cứu, gần như loạng choạng khi nghe được điều này. Thôi xong, ông đã trở thành đồng phạm. Nhưng đó thực sự là chủ ý của hắn. Sau khi nghe xong, ông còn phản đối nó. Được rồi, coi như hắn không phải là người nghĩ ra chủ ý này. Cho dù Lục Vân có nói gì thì Dư Hồng Văn cũng sẽ không vạch trần hắn, ai bảo Lục Vân là sư phụ chứ. Lâm Thanh Đàn tức giận nói, hừ, Lục Vân, em đúng là có bản lĩnh thật đấy. Em lừa chị thành kẻ ngốc, mấu chốt là chị đã thực sự tin em. Xem ra, chị đúng là kẻ ngốc thật. Chị hai, chị đừng nói vậy, là lỗi của em. Không không không, em làm rất đúng. Em làm cho chị nhận ra một chuyện, chỉ số IQ của chị quá thấp. Sống đến giờ này đều dựa vào may mắn. Quả nhiên. Bất kể một cô gái có tính cách như thế nào thì khi cô ấy tức giận đều trở thành âm dương quái khí. Lục Vân đã ngộ ra được nhiều điều. Chỉ đành cười khổ. Chị hai, sở dĩ chị tức giận với em là bởi vì chuyện người Nhật Bản kia. Chị cho rằng em lừa dối chị. Bây giờ em sẽ nói sự thật cho chị biết. Lâm Thanh Đàn khịt mũi nói, ai nói chị tức giận. Chị không hề giận và cũng không muốn biết sự thật. Em đã giết người Nhật Bản đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.